Trường 101 bên trong là một vòng ngọc. Anh ta như một con rùa rụt cổ, lấy quả ra một cách ngượng ngùng. Lúc này, Mao Vũ Sinh ngồi gần Trần Nghị, anh ta khinh thường liếc Trần Nghị rồi chậm rãi đứng dậy. Mao Vũ Sinh lấy ra một chiếc chìa khóa xe rồi nói, anh nghĩ mãi cũng không biết nên tặng thứ gì cho em. Anh thấy kiểu xe em bây giờ cũng rất phổ biến rồi, vì vậy anh mua tặng em một chiếc Porsche, đừng chê nhé. Trần Nghị khóc không thành tiếng. Porsche, giá tiền của chiếc xe này chắc chắn không thua kém gì đôi giày thủy tinh kia. Lúc này, Mao Vũ Sinh lấy từ dưới bàn ra một bó hoa, anh ta đi đến trước mặt Đặng Hân Hân, một tay cầm hoa, một tay cầm chìa khóa xe. Đến trước mặt Đặng Hân Hân, anh ta liền quỳ một chân trên đất rồi nói, Hân Hân, làm bạn gái anh nhé. Sắc mặt Đặng Hân Hân có chút khó xử, cô nhìn xung quanh rồi nói, không được, tôi đã có bạn trai rồi. Bọn anh biết cả rồi, cái người bạn trai kia của em là do em nhờ một người đóng giả. Mao Vũ Sinh nhìn về phía Lê Văn Vân, con người anh ta đảo quanh rồi nói, đúng rồi, Lê Văn Vân, nếu như anh đã đóng giả làm bạn trai của Hân Hân, hôm nay cũng đã đến đây tham dự sinh nhật của cô ấy, không biết anh có chuẩn bị quà gì không? Lời vừa dứt, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lê Văn Vân, vưu tường nở một nụ cười diễu cợt như có như không. Lê Văn Vân bị gọi thẳng tên giữa đám đông vì vậy tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh. Audio điện tử võ tấn bền. Phưu Tường ngồi bên cạnh, anh ta cười một cách đầy khinh miệt để xem thằng nhóc như anh ta làm sao thoát được đây. Nếu như anh ta có chuẩn bị quà thì có lẽ cũng rất đơn giản. So sánh với đôi giày thủy tinh và chiếc poster kia thì món quà của anh ta chả là gì cả, nếu dám lấy nó ra cũng sẽ khiến anh ta mất mặt đến chết. Diệp mộng nhíu mày, còn đỗ tịch tịch thì lại nở một nụ cười đặng hân hân cũng nhìn về phía lê văn vân không biết là vì sao nhưng trong lòng cô cũng có một chút mong chờ cô biết tình hình của lê văn vân hơn nữa dù anh có tặng cô món quà gì dù là đồ vật chỉ đáng giá một đồng cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ lê văn vân sờ sờ mũi anh đứng dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người anh lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho đặng hân hân hôm nay tôi cũng mới nghe Đỗ Tịch Tịch nói là cô thích đồ cổ vì vậy đã cùng cô ấy đến công viên Tứ Hải chọn một món đồ. Anh không có mở hộp quà ra, cứ thế tặng cho Đặng Hân Hân. Trong lòng Đặng Hân Hân rất vui, cô giơ tay để đón lấy món quà. Mà lúc này, Mao Vũ Sinh vẫn đang quỳ một chân trên đất, anh ta vẫn luôn nhìn Đặng Hân Hân, vì vậy có thể nhìn thấy rõ những biểu cảm trên gương mặt cô. Trong lòng anh ta vô cùng tức giận. Tao nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc này mất mặt đến chết trong lòng anh ta điên cuồng gào thét. Trước khi Đặng Hân Hân giơ tay đón được món quà, anh ta liền đứng phát dậy, giật lấy món quà trên tay Lê Văn Vân. Anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói, ô, tôi cũng muốn xem xem quà của anh là cái gì. chương 102 không sao, sinh nhật vui vẻ. Diệp Mộng nghe xong, ánh mắt cô hơi khựng lại, cô nhìn Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân. Trong ánh mắt của cô đột nhiên lóe lên một tia xúc động, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, ánh mắt lại được bao phủ bởi sự ảm đạm, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có của nó. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô mím môi không biết là đang nghĩ cái gì. Vưu Tường cười, nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, hân hân đã nói như vậy rồi mà anh vẫn tặng cô ấy một thứ rẻ tiền như vậy sao, thật là có chút không phải rồi. Đúng vậy, hay là bữa tiệc hôm nay anh thay cô ấy trả tiền đi? Mao Vũ Sinh ngẩng đầu nói, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nở một nụ cười nham hiểm. Một bữa ăn ở khách sạn Vạn Hào chắc chắn là không rẻ. Ở đây có 40 người, cho dù là giá thấp nhất thì cũng phải đến mấy chục vạn. Hơn nữa những món ăn mà Đặng Hân Hân đã đặt giá cả không hề rẻ, Lê Văn Vân chắc chắn sẽ không kham nổi. Tôi đồng ý, lúc này, Trần Nghị cũng cười đầy thâm hiểm. Vưu Tường cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, tôi thấy bọn họ nói rất đúng. Suy cho cùng thì đồ mà anh tặng nó quá rẻ đi anh vưu tường, đỗ tịch tịch dường như không thể chịu được nữa, cô ấy cau mày nói, món quà sinh nhật đấu thể định đoạt giá trị bằng tiền. Anh chưa nghe qua câu, lễ nhẹ, tình nặng, sao? Hơn nữa, chiếc vòng này cũng không hề rẻ. Đúng đúng đúng, đối với Lê Văn Vân mà nói cái này quả thật không rẻ. Anh ta không có nhiều tiền, là do tôi suy nghĩ không được thấu đáo. Vưu tường liên tục nói, có thể lấy ra mấy trăm đồng để mua món đồ vỉa hè công viên tử hải đối với anh ta cũng không dễ dàng gì. Đỗ tịch tịch cao mày nói, chiếc phòng này, Lê Văn Vân mua nó với giá 120 vạn đấy. Ha! Đỗ tịch tịch vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức trở nên xôn xao. Dù là món quà của vưu tường hay chiếc xe của Mao Vũ Sinh có tốt đến mức nào thì giá trị của nó cũng không vượt quá 100 vạn. Vậy mà Đỗ Tịch Tịch lại nói chiếc phòng tay đó của Lê Văn Vân lại có giá 120 vạn đây là chuyện không ai trong số bọn họ có thể nghĩ đến cả căn phòng lại đột nhiên rơi vào sự im lặng kể cả đặng hân hân cô cầm chiếc hộp tay cũng bắt đầu trở nên hơi run rẩy cô không ngờ rằng chiếc phòng này lại có thể đạt đến như vậy những người không biết về lê văn vân đều nghĩ anh chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi nhưng đặng hân hân vì là giám đốc tiếp lê văn vân nên cô rất rõ về lê văn vân anh là người có thẻ kim cương cô nhìn lê văn vân Lê Văn Vân vẫn nở nụ cười nhạt như cũ. Vưu Tường cười cười nói, địch địch, anh biết Lê Văn Vân là trợ lý của em. Em muốn cứu lấy thể diện cho anh ta, nhưng đâu cần phải nói dối đến mức này chứ. Anh ta mà có thể chi ra 120 vạn ư. Em đừng đùa, em lừa anh để làm gì chứ. Đỗ tịch tịch nói, bọn em mua nó ở chỗ chú Bành Hải ở công viên Tứ Hải, các anh không tin thì cứ việc đi hỏi chú ấy. Đỗ tịch tịch nói xong, ai nấy đều im lặng. Thật ra, lúc chính miệng Đỗ Tịch Tịch nói ra những lời đó thì bọn họ đều tin cả rồi. Cô ấy là Đỗ Tịch Tịch, là con gái của Đỗ Thương Bắc, cô chủ của gia đình giàu có nhất Giang Thành. Lời mà cô ấy đã nói có độ tin cậy rất cao. Mao Vũ Sinh và Vưu Tường ngớ người. Bọn họ không ngờ rằng, chiếc vòng tay mà Lê Văn Vân đem đến lại mắc đến như vậy. Vốn dĩ Lê Văn Vân cũng không nhắc đến giá trị của nó, vậy mà bọn họ lại khiến Đỗ Tịch Tịch nói ra. Kế hoạch làm cho Lê Văn Vân mất mặt không những không thành công ngược lại còn giúp anh ta nở mày nở mặt. Đáng lẽ món quà của mình là đáng giá nhất, nhưng bây giờ nếu đem đi so sánh thì quà của bọn họ thật sự đã mất đi hào quang ban đầu. Vưu tường liếc Lê Văn Vân rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của đỗ tịch tịch, thấp giọng nói anh ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ. Lê Văn Vân không thèm để ý đến lời của Vưu tường, anh cười híp mắt nói với Đặng Hân Hân, không cần để ý đến mấy chuyện này. Lúc trước cô đã giúp tôi rất nhiều, đây là chuyện nên làm cái này thật sự quá đắt đặng hân lắc lắc đầu lê văn vân mỉm cười nói không sao sinh nhật vui vẻ đặng hân hân cắn môi cô nhìn lê văn vân sau đó mới đón lấy hộp quà trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào sắc mặt mau vũ sinh càng ngày càng đen anh ta cắn răng rồi quỳ xuống đất một lần nữa cầm hoa và chìa khóa xe đưa về phía đặng hân 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 làm bạn gái anh nhé Đặng hân hân do dự một lát rồi nói, không được, quà của anh tôi không thể nhận, nếu chủ tịch biết thì không hay đâu. Mao vũ sinh ngẩn người, mấy người khác thì bật cười. chương 103 anh phải bảo mật thân phận này. Dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình đẹp mê hồn trong chiếc váy đỏ đó trông như có một phong tình khác. Lòng Lê Văn Vân khẽ lay động, anh không ngờ hoa hồng đỏ sẽ lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa trước kia anh vẫn luôn không phát hiện ra, Rõ ràng cô ta đã đi theo sau anh từ lâu rồi. Không hổ là sự tồn tại nằm trong top 10 danh sách sát thủ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, ngay sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh. Sát thủ nằm trong top 10 của thế giới ngầm, nhất định đều có kỹ năng nhất định, mà thân là một sát thủ, theo dõi, ẩn núp bản thân, ra một đòn chí mạng vào thời khắc quan trọng, đó đều là sở trường của họ. Nhưng đối diện với sát thủ nằm trong top 10 thế giới này, lê văn vân lại không có bất cứ biểu hiện gì của sự sợ hãi anh sờ sờ mũi mình rồi bình tĩnh đi qua bên đó hoa hồng đỏ cứ đứng như thế ở đó cô ta không lùi lại chỉ cười híp mắt nhìn lê văn vân theo những bước chân tiến lại của lê văn vân là nụ cười của cô ta nở trên môi anh đi thẳng đến trước mặt hoa hồng đỏ dưới ánh đèn lờ mờ lê văn vân đứng thẳng lại anh nhìn hoa hồng đỏ đôi mắt khẽ híp lại tôi nhìn nhầm rồi hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói lúc nãy tôi nhìn thấy anh, liền cảm thấy dường như có một cảm giác quen thuộc, bây giờ nhớ lại, chúng ta đã gặp qua ở trạm xe tàu điện ngầm rồi. Cho dù là trong màn đêm tối, hoa hồng đỏ vẫn đeo kính đen, cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân tiến lại gần thì tháo kính xuống, đôi môi đó khẽ động, mở miệng nói. Lê Văn Vân híp mắt lại, nhìn phía dưới ánh đèn, rồi lại nhìn ánh đèn đang sáng của biệt thự, đột nhiên anh nhe miệng cười, nói tâm tư cũng không tồi, biết người gác đêm đều hành động bí mật sẽ không để lộ. Đây là một trong những quy tắc của người gác đêm, không giết người trong hoàn cảnh lộ rõ. Đương nhiên Lê Văn Vân chỉ thừa nhận mình là người gác đêm, chứ không hề thừa nhận mình từng là người gác đêm số 0. Anh phải bảo mật thân phận này. Hoa Hồng Đỏ lạnh nhạt nói, không ngờ 3 năm rồi, anh vẫn còn sống. Lê Văn Vân khẽ nhếch mày một cái. Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân, điềm đạm nói, lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh ra tay với đầu húi cua rồi. Loại khí thể bùng nổ bất ngờ đó, trên thế giới này không có nhiều người có thể đạt đến trình độ này và không khó để loại trừ khả năng của tuổi tác. Lê Văn Vân bật cười, nhưng sát khí hiện ra rõ ràng trong ánh mắt không hề giấu giếm, anh nói, suy nghĩ của cô cũng rất tinh tế, biết được thân phận của tôi rồi, lại lựa chọn ở dưới ánh đèn để những người khác có thể nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô. Nhưng nếu như cô đã biết là tôi rồi, cô cảm thấy tôi sẽ ra bài như thường lệ không? Lê Văn Vân liếm liếm môi, hỏi. Vẻ mặt hoa hồng đỏ đột nhiên biến đổi nhẹ, cô ta vội vàng nói, "Số 0, tôi đến tìm anh là để bàn chuyện hợp tác, ví dụ như chúng tôi rút ra khỏi Giang Thành, đồng thời tôi sẽ giúp anh du bùi Ninh Tùng ra." "Không phải anh luôn muốn giết bùi Ninh Tùng sao?" Lông mày Lê Văn Vân khẽ động, bọn họ có rút ra khỏi Giang Thành hay không, đối với Lê Văn Vân, điều đó không quan trọng, dù sao anh không hề sợ bọn họ. Nhưng Hoa Hồng Đỏ nói sẽ giúp anh Du Bùi Ninh Tùng, thủ lĩnh của Hồng Nguyệt ra, thì lại làm cho Lê Văn Vân có chút động lòng rồi. "Cho tôi một lý do." Lê Văn Vân điềm đạm nói, "Cô là người của Hồng Nguyệt, là trợ thủ đắc lực của Bùi Ninh Tùng, cho tôi một lý do để tôi tin cô." Hoa Hồng Đỏ thở mạnh một hơi, nói, "Thứ nhất, sau khi tôi phát hiện ra anh, hoàn toàn có thể lựa chọn không để lộ bản thân ra. Thứ hai, quan trọng nhất là tôi muốn thoát khỏi Hồng Nguyệt." lê văn vân ngạc nhiên nhìn hoa hồng đỏ khóe môi cong lên cười nhẹ nói hồng nguyệt các người không phải là cầu của bọn chúng sao cho nên tôi muốn thoát khỏi đó trên thế giới này ít người có thể giúp được tôi người sẵn lòng giúp đỡ tôi thì càng ít hơn hoa hồng đỏ nhìn lê văn vân nói hơn nữa sau khi anh giết bùi nghinh tùng giúp tôi thoát ly khỏi hồng nguyệt tôi sẽ nói cho anh biết bí mật liên quan đến cái hộp sắt đó vẻ mặt lê văn vân khẽ biến đổi chương 104 một đêm không lời. Trên lầu 2 nhà đỗ tịch tịch, đèn đã được bật sáng, trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của lầu 2, có ba bóng người mảnh mai đang đứng, dường như họ đang nhìn thứ gì đó ở dưới này. Anh vội vàng đẩy hoa hồng đỏ ra, ho khan một tiếng nói, cô già quá rồi, tôi không có hứng thú với phụ nữ trên 30 tuổi. Hoa hồng đỏ khẽ sứ người, ngay sau đó là vẻ giận hờn hiện lên trên mặt. Lê Văn Vân lại ho khan lần nữa nói bây giờ mục đích hợp tác đã đạt được rồi các người tốt nhất là rút khỏi gian thành đi ngoài ra tin tôi vẫn còn sống tôi không hy vọng có tiết lộ cho bất cứ một người nào cho dù là người thân cận nhất với cô một khi có người nhận ra tôi hợp tác của chúng ta sẽ lập tức dừng lại sau cơn giận hờn ngắn ngủi của hoa hồng đó cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm nhìn lê văn vân và nói không vấn đề để lại cách liên lạc đi đến lúc đó tôi dụ bùi nghinh tùng ra thì liên lạc với anh sau khi có uy chát của nhau, Lê Văn Vân trao mày nói, đúng rồi, tự xử lý cái tên đầu húi cua của mấy người đi. Hoa hồng đỏ trao mày, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Lê Văn Vân không dừng chân ở đó nữa, anh đi về phía cánh cổng. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, hoa hồng đỏ liếm liếm môi, nói, không thích phụ nữ trên 30 tuổi sao. Ha ha, sớm muộn gì cũng có một ngày ngủ với anh, hơn nữa sẽ làm cho anh lưu luyến không quên. Nói xong, cô ta móc điện thoại ra, gọi cuộc điện thoại. Lê Văn Vân đi về phía cổng khu dân cư, đương nhiên là đến lấy thịt nướng rồi, vừa hay cũng có thời gian cho bọn người hoa hồng đỏ xử lý thi thể. Đúng vào lúc anh rời đi thì ở vị trí trên lầu 2, đỗ tịch tịch vẫn nằm dài trên người Trần Hiểu Nguyệt, khuôn mặt của cô ấy vẫn đỏ bừng, miệng lẩm bẩm nói các cậu đang xem cái gì thế, các cậu đang xem cái gì thế. Trần Hiểu Nguyệt ở bên cạnh cô ấy, trao mày lại, nhìn phía dưới ánh đèn ở không xa đó, nói chị diệp mộng người đàn ông lúc nãy hình như là lê văn vân đó anh ta đến đây làm gì diệp mộng nhìn xuống dưới nhíu chặt mày lại không biết đang suy nghĩ điều gì bên cạnh anh ta hình như cũng nhiều người đẹp lắm đấy người phụ nữ kết hôn với anh ta lúc trước cũng rất đẹp trần hiểu nguyệt nói tiếp trong giọng điệu mang vẻ khó hiểu diệp mộng vẫn không nói chuyện qua một hồi cô mới kéo đỗ tịch tịch nói cứ dỗ tịch tịch ngủ trước đã lần sau đừng để cô ấy uống say nữa biết làm khổ người khác quá. Không, em muốn uống, em muốn uống nữa. Đỗ tịch tịch mơ mơ màng màng, nói. Lê Văn Vân đến tiệm thịt nướng lấy thịt nướng xong, khi anh quay về phòng của mình thì thi thể đã biết mất, bọn người hoa hồng đỏ cũng rời đi rồi. Lê Văn Vân đặt thịt nướng lên trên bàn, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ngồi xuống. Bây giờ, anh chỉ cần đợi tin tức bên Phạm Nhược Tuyết, xác nhận toàn bộ người của Hồng Nguyệt rút khỏi Giang Thành xong thì nhiệm vụ bên này cũng xem như kết thúc rồi. Đợi xong việc ở Giang Thành, anh có thể đến Lâm Hải giải quyết đàng hoàng chuyện cũ. Ăn thịt nướng xong, anh dọn dẹp đơn giản rồi quay về phòng ngủ, ngủ một giấc say. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, anh ngủ một giấc đến sáng, rồi như thường lệ, thong dong đi đến tập đoàn Cường Thịnh, lúc đến phòng làm việc của Đỗ Tịch Tịch thì đã là 9 giờ 50 phút rồi. Chương 105 không phải là chuyện tốt lành gì. Nghe thấy giọng nói này, Lê Văn Vân với Đỗ Tịch Tịch đều khẽ trao mày lại. Đỗ Tịch Tịch vừa nhíu mày lại, tiếp theo đó là đứng phát dậy, đẩy cửa chạy về phía giọng nói đó. Lê Văn Vân cũng xoa xoa mũi, vội vàng đi theo. Tầng lầu này là tầng đặt văn phòng của ban lãnh đạo công ty, lúc bọn họ đi ra, trên hành lang đã có rất nhiều người đứng đó. Họ đều nhíu chặt mày, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Lúc Đỗ Tịch Tịch đi đến cửa thì sắc mặt khẽ thay đổi. Lê Văn Vân nhìn về phía không xa đó, Đỗ Thương Bắc đang trao mày đứng ở đó, và có hai người nữa đứng cạnh ông ấy. Một người đàn ông trung niên đầu hói đang chỉ tay vào Đỗ Thương Bắc, còn bên cạnh ông ta là một người thanh niên, người này Lê Văn Vân biết, chính là Mao Vũ Sinh. Nhìn anh ta trong lành lặn không bị gì cả. Thực tế thì ngày hôm qua, sau khi anh ta bị anh Hoa kéo đi, anh Hoa cũng thật sự không dám làm gì với anh ta. Con trai của Chủ tịch Ngân hàng Tân Hải, Đúng là không phải là người mà anh Hoa có thể động vào. Năm nay, những người như bọn họ ước hiếp người bình thường thì còn được, còn người có tiền có địa vị thật sự thì họ đều phải cân nhắc. Không khó để tưởng tượng, người đàn ông trung niên đó chắc là bố của Mao Vũ Sinh, cũng là chủ tịch chi nhánh ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành, Mao Vũ Hàm. Mao Vũ Hàm đang chừng mắt nhìn Đỗ Thương Bắc, nói Bây giờ, lập tức giao cái người tên Lê Văn Vân đó ra cho tôi, vậy mà cậu ta lại dám ước hiếp trên đầu con trai của tôi. Đỗ thương bác nhíu chặt mày, nói, không biết sao Lê Văn Vân lại ức hiếp con trai ông rồi. Mao Vũ Hàm cười giễu một tiếng, nói, hôm qua, trong bữa tiệc sinh nhật của đảng Hân Hân chúng tôi, con trai tôi vì cậu ta mà phải chịu một cái tát, hôm nay tôi đã xử lý đảng Hân Hân rồi, bây giờ đến tìm cậu ta tính sổ. Lê Văn Vân cho mày, anh nhìn đỗ tịch tịch, đi về phía trước, nói, tôi chính là Lê Văn Vân, không biết ông định tính sổ như thế nào với tôi. Lúc này ở trên hành lang, gần như tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi tới trước, đứng cách hai cha con Mao Vũ Sinh chưa đến hai bước. Mao Vũ Sinh nhìn Lê Văn Vân, cười giễu một tiếng, nói bố, chính là thằng cha này, hôm qua vì anh ta mà con bị đánh một bạt tai, làm con rất khó xử trước mặt rất nhiều người. Đỗ Thương Bắc nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, thì ông ấy biết ngay bây giờ chuyện này không cần ông ấy lo nữa, Lê Văn Vân sẽ tự xử lý ổn thỏa được. Mao Vũ Hàm quan sát Lê Văn Vân từ trên xuống, Lê Văn Vân bình tĩnh, nói, sao anh ta chịu phải cái tát này, tôi không biết ông đã làm rõ vấn đề chưa. Lúc đó anh ta muốn hãm hại tôi, bảo cây TV đế hào mở một chai rượu vang cao cấp, giá trị 2 triệu, sau đó phát hiện là nhầm lẫn, rồi bị người của cây TV để hào quất cho một bạt tai. Thực tế thì hôm qua chính con trai ông luôn không ngừng khiêu khích tôi. Khiêu khích cậu thì làm sao? Mao Vũ Hàm cười diếu, nói con trai tôi vì cậu mà bị đánh một bà tai chuyện này không sai chứ lê văn vân bật cười nói trả trách ông giáo dục con trai thành thế này tôi giáo dục con trai tôi như thế nào không liên quan đến cậu mao vũ hàm cười giễu một tiếng nhìn đỗ thương bắc nói được rồi bây giờ ông có thể đuổi người này đi đều là người làm ăn trong giang thành chỉ cần ông đuổi cậu ta đi chúng ta vẫn còn có thể hợp tác nếu như không đuổi thì hậu quả công tự biết đấy ông nói như vậy là không nói đạo lý rồi nhỉ. Đỗ Thương Bắc nói, Lê Văn Vân đã nói rồi, là con trai ông không ngừng khiêu khích cậu ấy trước, hơn nữa cái tát đó cũng không phải do Lê Văn Vân đánh, ông muốn tính số thì đến cây TV đế hào mà tính sổ. Đem cái chuyện này chút giận lên Lê Văn Vân, có hơi quá đáng rồi. Mao Vũ Hàm nhếch mày một cái, nhìn Đỗ Thương Bắc nói, cho nên ông định bảo vệ cái thằng nhóc này. Đỗ Thương Bắc, ông cũng là người kinh doanh lâu năm rồi, vì một người như vậy là muốn cắt đứt tương lai của công ty các người sao? Ông phải suy nghĩ cho kỹ càng đấy. Mao Vũ Sinh cười diếu, nhìn Lê Văn Vân, chế nhạo, thằng nhóc, chỉ dựa vào anh mà cũng dám rêu dao với tôi à, anh tưởng tôi là kẻ hèn nhát trần nghị đó sao? Lê Văn Vân không để ý đến anh ta, nhìn sang Mao Vũ Hàm nói, không phải, bởi vì con trai ông là tên ngốc, bị người ta tát một tay, sau đó ông muốn công ty chúng tôi đuổi tôi. Ông dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Mao Vũ Hàm nhìn Lê Văn Vân, lạnh nhạt nói: "Nghe rõ đây, chính là dựa vào việc tôi có quyền có thể hơn cậu, dựa vào việc tôi có thể điều khiển sự sống chết của rất nhiều công ty, dựa vào việc tôi là chủ tịch chi nhánh ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành, chừng đó đủ chưa?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 106 còn không mau xin lỗi anh Lê. 3. Nói xong, ông ta bắt đầu đếm ngược. Lê Văn Vân lại thở dài một hơi, sau đó lần mò trong túi quần Mao Vũ Sinh nhìn thấy cảnh này, mắt khẽ sáng lên, anh ta tưởng rằng Lê Văn Vân định mọc thẻ nhân viên ra, chủ động từ chức. Ở bên cạnh, trên mặt Đỗ Tịch Tịch lộ ra vẻ bất bình, nhưng vào những lúc như thế này, cô biết bản thân cô không thể xen lời vào được. Hai. Mao Vũ Hàm lại tiếp tục đếm ngược. Bây giờ, ông không còn là chủ tịch của chi nhánh ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành nữa. Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân lạnh nhạt lên tiếng. "Hửm?" Mao Vũ Hàm quay đầu qua, nhìn sang Lê Văn Vân, vừa chuẩn bị nói. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy Lê Văn Vân ném cho ông ta một tấm thẻ màu xanh ra trời, tấm thẻ đó đánh vào mặt ông ta, phát ra tiếng kêu giòn tan, sau đó tấm thẻ đó lại rơi xuống dưới đất. Cậu dám! Mao Vũ Hàm nhìn thấy Lê Văn Vân dám ném đồ vào mặt mình, ông ta nổi giận theo bản năng, ngay sau đó, ông ta liếc nhìn thấy tấm thẻ màu xanh ra trời ở dưới chân thì con người ông ta đột nhiên co rút lại. Thẻ thẻ kim cương, cơ thể của ông ta không kìm được mà run lên lẩy bẩy. Mao Vũ Sinh cũng bị dọa đến tiểu gia quần, anh ta kinh ngạc nhìn tấm thẻ kim cương đó, sau đó lại kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Sao cậu, chấm SAO cậu lại sở hữu tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải? Mồ hôi lạnh bóng chốc toát ra đầy trên trán Mao Vũ Hàm, ông ta nói, lúc trước Đặng Hân Hân tiếp đãi người sử dụng thẻ kim cương đó, không lẽ chính là cậu? Chuyện Lê Văn Vân là người sử dụng thẻ kim cương đó, chỉ có Đặng Hân Hân biết, bởi vì vấn đề bảo mật đặng hân hân cũng không tuyên truyền ra ngoài lúc đó chủ tịch ngân hàng định đến gặp lê văn vân nhưng mà lê văn vân đã rời đi trước rồi cho nên mao vũ hàm không hề biết lê văn vân sau đó tấm thẻ ngân hàng này cũng chưa từng xuất hiện lại cho nên ông ta cho rằng người sử dụng thẻ kim cương đó đã rời khỏi giang thành rồi nhưng mà bây giờ lê văn vân móc tấm thẻ kim cương đó ra ném vào mặt ông ta nguyên tầng trên cùng của tập đoàn cường thịnh tất cả mọi người bỗng chốc đều như muốn nổ tung. Khoảng thời gian này, họ biết dưới tay đỗ tịch tịch có một trợ lý, rất nhiều người cũng gặp qua rồi, họ nhìn Lê Văn Vân thể nào cũng giống như người tầm thường, bình thường đi làm đều ăn mặc rất tùy ý. Nhưng mà đây là người mà chủ họ tìm, nên họ cũng không thể nói gì. Bây giờ, người này lại móc ra tấm thẻ kim cương, ném vào mặt chủ tịch ngân hàng Tân Hải. Nhìn mồ hôi lạnh trên trán Mao Vũ Hàm càng ngày càng nhiều, Lê Văn Vân điềm đạm, Nói tôi làm sao có thể sở hữu tấm thẻ kim cương này, tôi không cần thiết phải nói cho ông biết, ông cũng không có tư cách biết, nhưng mà quyền hạn của thẻ kim cương này thì có, tôi có thể huy động vốn trong khoảng 100 tỷ từ bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng Tân Hải, đồng thời cũng có tư cách có thể cách chức chức vụ chủ tịch ngân hàng. Cho nên, bây giờ, ông không còn là chủ tịch ngân hàng Tân Hải nữa." Lê Văn Vân cười híp mắt, nói. Sắc mặt cha con Mao Vũ Sinh bỗng chốc trở nên tái mét. Lúc này tầng lầu nơi đặt văn phòng lãnh đạo của tập đoàn Cường Thịnh, chìm vào một khoảng yên lặng. Trong mắt của tất cả mọi người đều viết hai từ kinh ngạc, hoảng hốt, họ nhìn người trẻ tuổi ăn mặc bình thường trước mắt, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Dường như bọn họ không nghĩ thông suốt được, một người trẻ tuổi như vậy, tại sao lại có thể sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải? Và hai cha con nhà họ mau lúc này vẫn còn rất kiêu ngạo, thì lúc này sắc mặt họ tái mét, môi thì run bần bật, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được. Số người biết được Lê Văn Vân sở hữu thẻ kim cương không hề nhiều, tính đâu ra đấy thì ở Giang Thành cũng chỉ có Đặng Hân Hân, người bảo vệ lúc trước của Ngân hàng Tân Hải cùng với Bình Hải và Đỗ Tịch Tịch, bốn người họ biết mà thôi. Bao gồm Đỗ Thương Bắc, vẻ mặt ông cũng đầy sự kinh ngạc. Ông ấy là người hiểu biết về người gác đêm, hiểu biết về sự tồn tại của thế giới ngầm, nên biết rất rõ thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải rốt cuộc có ý nghĩa gì đây không phải là thẻ mà người có tiền là có thể sở hữu, và cũng không phải người có thể lực là có thể sở hữu được. Điều này phải thông qua quyết định của Ngân hàng Tân Hải, sau đó tiến hành phát hành ra bên ngoài, hơn nữa một khi đã phát hành ra, có thể dùng đến mấy đời. Nói cách khác, khi bạn có được thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải, cả đời của bạn, cả đời con cháu của bạn, chỉ cần Ngân hàng Tân Hải không đóng cửa thì các bạn đều có thể sống một cuộc sống vô cùng tốt. chương 107 nhìn anh uy Phong chưa kia lúc này anh ta đã không còn quan tâm đến thể diện nữa liền quỳ xuống trước mặt lê văn vân và nói xin lỗi lê văn vân thật sự xin lỗi tôi không biết anh lại sở hữu thẻ kim cương nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh anh ta của lúc này thật sự cảm giác lê văn vân là ôn thần thật rồi lê văn vân là ôn thần người chọc giận đến anh không có ai có kết cục tốt đẹp được từ đầu là cao phái đến phan minh vũ trịnh hòa bây giờ lại đến bản thân anh ta rồi phải đấy ngài lê tất cả chỉ là một hiểu lầm mà thôi mao vũ hàm nói ngài độ lượng không chấp kẻ hèn nói ra thì chuyện này đều tại đáng hân hân vậy mà lại không nói cho chúng tôi biết ngài chính là người sử dụng thẻ kim cương nếu không thì cũng sẽ không gây ra sai lầm tai hại thế này lê văn vân hít mắt lại anh nhìn mao vũ hàm nói hừ chức chủ tịch ngân hàng tân hải là giao cho ông để ông quản lý không phải để ông lấy đó mà diếu võ dương oai nếu như hôm nay tôi không có thẻ kim cương này chỉ là một người bình thường, sợ là ông sẽ dựa vào mối quan hệ của ông mà khiến cho tôi hoàn toàn không thể lăn lộn nổi ở Giang Thành này nhỉ. Uy phong lớn đấy. Nói rồi, anh cười giễu một cái, nói, Đặng Hân Hân giữ bí mật là do tôi bảo cô ấy làm vậy. Ngoài ra, ông có thể cút về ngân hàng Tân Hải để thu dọn đồ đạc được rồi, ông đã bị sa thải, đợi báo cáo lên cấp trên, cấp trên của ông sẽ sai người đến thanh tra tài sản của ông, ông liệu đấy mà làm sắc mặt mao vũ hàm biến đổi dữ dội ông ta vẫn còn muốn nói gì đấy nhưng lúc này đỗ thương bắc đã mỉm cười với ông ta sau đó gọi về một hướng nào đó bảo vệ cha con mao vũ hàm lúc nãy còn chỉ tay vào đỗ thương bắc thì bây giờ đã bị bảo vệ bắt đi đợi đến lúc bọn họ rời đi lê văn vân mới nhặt thẻ ngân hàng dưới đất lên đỗ thương bắc cũng nói với mọi người xung quanh được rồi mọi người đi làm việc đi giải tán giải tán sau khi tất cả mọi người đã giải tán Đỗ Thương Bác thấy Lê Văn Vân đang nhìn mình, ông ấy khẽ ngây người, sau đó hỏi có chuyện gì sao? Lê Văn Vân gật gật đầu. Vậy được, cậu đến phòng làm việc của tôi đi. Đỗ Thương Bác nhìn Đỗ Tịch Tịch, nói con về phòng làm việc trước đi. Đỗ Tịch Tịch lại bĩu môi, nhìn Lê Văn Vân, nói, nhìn anh Huy Phong chưa kìa. Lê Văn Vân cười cười, rồi cùng với Đỗ Thương Bác quay về trong phòng làm việc. Đỗ Thương Bác nhìn Lê Văn Vân, nói quả đúng là anh hùng suốt thiếu niên nha, trẻ tuổi như vậy mà sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Vận may tốt mới có được mà thôi, Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi. Liên quan đến lại lịch của thẻ kim cương này, anh không nhất thiết phải nói quá nhiều với Đỗ Thương Bắc. Đỗ Thương Bắc cũng không hỏi nhiều, ông ấy ngồi xuống, rót cho Lê Văn Vân ly nước, đặt trên bàn uống trà rồi hỏi có chuyện gì vậy. Lê Văn Vân không đụng vào ly nước đó, anh nhìn Đỗ Thương Bắc, nói mối nguy của Đỗ Tịch Tịch chắc đã được giải trừ rồi thật sao, đỗ thương bắc vui mừng. Lê Văn Vân gật đầu, nói chắc là thật, nhưng mà phải quan sát thêm mấy ngày nữa. Đợi đến lúc xác nhận hoàn toàn thì tôi sẽ nói rõ cho chú. Sự vui mừng của đỗ thương bắc hoàn toàn không thể che giấu được, ông đều thể hiện hết trên mặt. Khoảng thời gian gần đây, có thể nói là ông luôn nơm nấp lo sợ. Nhưng mà bây giờ, dường như mọi thứ đều kết thúc rồi, hơn nữa tin tốt lần lượt truyền đến bây giờ nhà họ trịnh đang đối mặt với nguy cơ phá sản ông ấy đang không ngừng nghĩ cách chiếm lấy sản nghiệp của nhà họ trịnh giang thành sau này có lẽ không ai có thể ngang hàng với ông ấy rồi và bây giờ tảng đá lớn này của đỗ tịch tịch xem ra cũng sắp rơi xuống rồi đối với đỗ thương bắc mà nói không có tin nào tốt hơn tin này nhưng mà ông ấy là người đã gặp qua sóng to gió lớn rồi vui mừng tạm thời xong ông ấy lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nhìn lê văn vân lông mày khẽ trao lại nói, thế sau khi chuyện này kết thúc, cậu có rời khỏi Giang Thành không? Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện ở bên này xong thì chắc tôi cũng đi." Lê Văn Vân cười nói. "Phải rồi, bây giờ anh đã khôi phục trí nhớ lại rồi, vẫn là một người gác đêm, mặc dù yêu cầu của người gác đêm bên đó là anh ở lại đô thị phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà anh cũng không thể giới hạn." Chương 108 con mặc kệ bố đấy. Tôi đã nhận tin được mấy ngày rồi, bởi vì gần đây đang bận việc mà thôi. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh. "Một tiếng, nói anh làm thế nào vậy, trong thời gian ngắn như vậy mà khiến cho người của Hồng Nguyệt rút khỏi rồi?" "Làm cuộc giao dịch với Hoa Hồng Đỏ mà thôi." Lê Văn Vân cười cười. Hiển nhiên Phạm Nhược Tuyết bên này đã xác nhận cho anh là Hồng Nguyệt quả thực đã rời đi rồi. "Giao dịch với Hoa Hồng Đỏ?" Anh nghĩ kỹ rồi, giọng điệu của Phạm Nhược Tuyết có hơi nghiêm túc. "Tôi biết chừng mực, yên tâm đi, bên phía các cô thế nào rồi?" Lê Văn Vân hỏi có lẽ qua một thời gian nữa thì quay về người gác đêm rồi, nhưng mà Lữ Dương bị thương rồi. Giọng điệu Phạm Nhược Tuyết có hơi nặng nề. Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ biến đổi. Là một người gác đêm số 0, thực lực của Lữ Dương tất nhiên là khá xuất sắc, có thể khiến anh ta bị thương. Điều này có nghĩa nhiệm vụ lần này của đám người Phạm Nhược Tuyết e là tương đối khó khăn. Nếu cần giúp đỡ thì gọi điện thoại cho tôi, ở chân trời góc bể thì tôi cũng đến. Lê Văn Vân nói vào điện thoại một cách nghiêm túc. Phạm Nhược Tuyết hiển nhiên không để ý đến lời này của Lê Văn Vân, trực tiếp cúp điện thoại luôn. Nhìn điện thoại, Lê Văn Vân thở vào một hơi, chuyện của Đỗ Tịch Tịch cũng xem như hoàn thành rồi. Cũng đến lúc đi nói từ trước với Đỗ Thương Bắc rồi. Lê Văn Vân cười cười, từ đó đến nay, thời gian anh đi làm hình như cũng không bao nhiêu ngày. Tút tút tút, đúng vào lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân lại vang lên lần nữa, anh cầm điện thoại lên nhìn, là Hoàng An gọi đến. Alo, Lê Văn Vân bắt máy, hỏi. Lê Văn Vân, cậu đến công ty một chuyến đi." Hoàng An nói với giọng điệu có chút nặng nề. Tập đoàn Cường Thịnh, trong văn phòng của Đỗ Tịch Tịch, Đỗ Tịch Tịch tức giận nói, cái tên Lê Văn Vân này càng lúc càng quá đáng. Hơn 10 giờ rồi mà vẫn chưa đến công ty, mình thấy anh ta thật sự không muốn đi làm nữa đây mà." Cô ấy vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa nói, "Hừ, mình còn định sẽ lấy công phí dẫn anh ta đến Lâm Hải chơi một chuyến." vậy mà lại đến trễ. Đã thế thì không thèm dẫn anh đi nữa. Nói xong, cô ấy lại mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, anh ta có thể kim cương của ngân hàng Tân Hải, hình như còn giàu hơn cả mình nữa. Cho nên vốn dĩ là đầu thèm quan tâm đến cái công việc nhỏ nhoi này đâu. Cô ấy nghĩ trên trời dưới đất, cũng không biết vì sao mà trong lòng hơi cáu kỉnh. Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng cô ấy bỗng bị đẩy ra, ngay sau đó, đỗ thương bác đi vào, ông ấy cười tủm tỉm nhìn cô, Lê Văn Vân chưa đến nên con giận à. Có phải con thích Lê Văn Vân rồi đấy không? Đỗ tịch tịch sửng sốt, sau đó gương mặt xinh đẹp thoát cái đỏ bừng, nũng nịu lên tiếng, bố, bố nói cái gì thế? Con gái lớn nên gả rồi, bố thấy Lê Văn Vân rất tốt đấy. Nếu con đã có ý với cậu ta thì nên chủ động tiến tới đi. Nữ theo đuổi nam, cách một lớp phải, và lại con gái của bố lại xinh đẹp như thế, Lê Văn Vân nhất định sẽ không thể chống cự được đâu đỗ thương bắc nói con mặc kệ bố đấy đỗ tịch tịch đỏ mặt xoay người sang chỗ khác thôi được rồi không trên con nữa con tiếp nhận công việc thế nào rồi đỗ thương bắc hỏi tạm ổn rồi ạ à. đỗ tịch tịch lúc này mới gật đầu đáp đỗ thương bắc im lặng suy tính một lát sau đó đi đến bên cạnh đỗ tịch tịch nói lần này con đi tham gia tiệc đính hôn của diệp mộng thì đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ ân oán giữa mấy nhà giàu bên lâm hải kia không phải là việc mà chúng ta có thể tham dự đầu hiểu chưa? Con biết rồi, suốt mấy ngày nay bố cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi đó. Đỗ tịch tịch bĩu môi đáp. Ngoài ra còn có một việc, đó là con đừng đi nghe ngóng chuyện của Lê Văn Vân nữa. Đỗ thương bác nói, con cũng thấy rồi đấy, Lê Văn Vân khá khiêm tốn, không thích cho người khác biết tất cả mọi thứ về. Mình, chẳng hạn như chuyện của cậu ấy ở Giang Thành, con đến Lâm Hải cũng đừng nói cho ai biết, kể cả nhóm người của Diệp Mộng chương 109 đầu ông bị cửa kẹp à. Lê Văn Vân cạn lời, bà Ngô Thị Hương này đúng là bám giết không buông. Bình thường anh cũng biết, mỗi ngày Trần Vũ đi về cũng sẽ kể cho anh nghe chuyện của công ty. Nhưng vì những việc đó không quấy dày đến mình, cho nên mới thấy không hề hấn gì mấy. Nhưng anh không ngờ là Ngô Thị Hương lại mặt dày đến nỗi mang cả luật sư đến, muốn chia cổ phần công ty thịnh thế của anh. Trên thực tế, nếu ba năm nay, Mẹ con Ngô Thị Hương không làm những chuyện quá đáng như vậy với anh, không ép anh tới bước đường cùng ngay phút chót lúc ly hôn. Thì anh cũng không tiếc gì mà không giao công ty thịnh thế này cho họ. Từ trước đến nay Lê Văn Vân vốn không phải người nhỏ nhen. Thế nhưng tất cả những gì mà hai mẹ con này đã làm, thật sự là rất quá trớn. Tặng công ty cho họ là điều hoàn toàn không đáng. Còn chuyện thứ hai là gì? Lê Văn Vân sờ mũi, cũng không sốt ruột đi gặp Ngô Thị Hương, mà hỏi tiếp Chuyện thứ hai là chuyện của công ty. Công ty đang gặp phải một rắc rối lớn. Hoàng An thở dài, nói. Hở, Lê Văn Vân nhướng mày hỏi lại, không phải công ty đã nhận mối làm ăn với tập đoàn Cường Thịnh rồi sao? Theo lý thuyết thì lẽ ra nên ngày một phát triển mới đúng chứ? Công việc của công ty hiện nay quả thật là không ngừng đi lên, nhưng công ty chúng ta làm hậu cần. Mặc dù sẽ giao hàng trên khắp cả nước, nhưng tuyến đường chủ yếu vẫn là Giang Thành với Lâm Hải. Mà hôm qua, Chỗ chúng ta thuê bên Lâm Hải lại đột nhiên tăng gấp 3 lần giá thuê. Hoàng An thở dài, sau khi tăng gấp 3 xong thì cũng không còn cách nào làm ở đó tiếp nữa. Lê Văn Vân cũng không hiểu phương diện này cho lắm, anh nhíu mày một lúc lâu, sau đó mới nói, bọn họ muốn tăng, vậy thì cùng lắm là chúng ta đổi chỗ khác làm thôi. Là thế này, tôi đã liên lạc với rất nhiều công ty hậu cần lớn, nhưng bọn họ đều không muốn hợp tác với chúng ta. Muốn tìm một kho hàng khác trong khoảng thời gian ngắn thì cũng khá khó khăn. Hoàng An lại thở dài, thật ra tôi cũng hơi đoán ra được nguyên nhân rồi. Lúc trước Đỗ Thương Bắc chủ yếu là hợp tác với bên công ty hậu cần lớn nhất ở Lâm Hải tên Vận chuyển nhanh, bây giờ có lẽ là bọn họ cảm thấy chúng ta cướp mối làm ăn của họ, cho nên mới liên hợp lại để phá chúng ta. Lê Văn Vân nhíu mày, im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng, đúng lúc gần đây tôi cần đến Lâm Hải một chuyến ông đưa tài liệu công ty hợp tác với chúng ta kia cho tôi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Hoàng An sững sờ một lúc, sau đó gật đầu đáp được. Khi nào cậu tới Lâm Hải, tôi sẽ cho người đến gặp cậu. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó đứng dậy, được thôi, giờ tôi đi gặp Ngô Thị Hương một lát. Hoàng An thở dài nói, cậu trước kia gặp phải loại mẹ vợ với vợ như thể đúng là xui xẻo thật. Lê Văn Vân cười trừ, không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng họp ở kế bên trong phòng họp không chỉ có một mình Ngô Thị Hương, hai người Nguyễn Vũ Đồng và Nguyễn Thị Lệ cũng ở đó. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên, ông ta xách theo một túi công văn, đeo cặp kính mắt, át hẳn là luật sư do Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương mời tới. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi đến, trong mắt Ngô Thị Hương chợt lóe lên vẻ oán hận. Lê Văn Vân ngược lại cũng chẳng để ý lắm, anh ngồi xuống trước mặt bốn người nọ, nhìn thẳng về phía đối diện. Mấy ngày không gặp, Nguyễn Vũ Đồng quả thật đã tiêu tụy hơn rất nhiều. Rõ ràng là dạo gần đây không thể nào ngủ ngon. Chỉ từng ấy thời gian ngắn ngủi, từ vẻ hăng hái khi ly hôn với Lê Văn Vân cho đến nét hốc hác không gì sánh được lúc này. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Anh Lê, chào anh." Người đàn ông nọ nhìn Lê Văn Vân, giọng điệu ngạo nghễ mà nói, "Tôi là Tiêu Vũ, luật sư đại diện do cô Nguyễn Vũ Đồng mời đến." tôi hiện đang nghi ngờ anh đã âm thầm tích lũy một lượng lớn của cải trong thời gian kết hôn. Trên thực tế, đó là tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân. Đây là công hàm luật sư mà chúng tôi đã soạn thảo, anh nhìn đi. Sứt lời, ông ta đưa một tập tài liệu qua cho Lê Văn Vân, nói anh Lê, nghe nói trước đây anh vốn là một người làm lụng trên công trường, không hiểu biết gì về pháp luật, hay có thể là mù luật. Còn chuyên ngành của tôi là về các vụ kiện tụng ly hôn, đương sự của tôi thường sẽ nhận được kết quả cao hơn những gì họ mong đợi. Vì vậy, đề nghị của tôi là nên giải quyết chuyện này một cách riêng tư. Anh hãy đưa 50% cổ phần tập đoàn thịnh thế cho cô Nguyễn Vũ Đồng, nếu không thì... Trường 110 quá lời rồi. Nếu các người muốn giữ lại một chút mặt mũi thì đã không ngày ngày đến công ty gây sự, Lê Văn Vân cười khẽ, nói tôi không trả thù các người, còn cho các người ở lại căn nhà đó, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nguyễn Vũ Đồng nghe xong những lời này, nhịn không được mà ôm mặt. Mà vẻ mặt của Ngô Thị Hương lại lúc xanh lúc trắng. Công ty thịnh thế trị giá 200 triệu, cậu ta còn không coi ra gì. Chỉ là nhàm chán nên tiện tay mua về mà thôi. Cho dù là câu nào đi nữa thì cũng như tát thẳng vào mặt Ngô Thị Hương. Lúc này, họ cũng không cho rằng Lê Văn Vân đang nói dối, với lại tất cả những gì mà Lê Văn Vân biểu hiện ra như thế. Bọn họ mỗi ngày đến đây gây chuyện từ trước đến nay lê văn vân cũng toàn mặc kệ nếu như cậu ta thật sự để ý đến công ty này thì không thể nào lại chẳng thèm ngó ngàng tới nó dù chỉ một chút càng nghĩ trong lòng hai người họ càng thêm phức tạp bọn họ ban đầu muốn đá lê văn vân rất xuống biết bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu nếu như ba năm nay họ đối xử với lê văn vân tốt một chút nếu như khi ly hôn không tuyệt tình như thế thì lê văn vân có thể sẽ tặng công ty này cho bọn họ rồi Bọn họ sẽ được phất lên sau một đêm, nhanh chóng biến thành một trong những người giàu có tại Giang Thành. Thế nhưng không có nếu như nữa, bây giờ họ chẳng có được bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một căn nhà đó. Bọn họ, ngay cả nguồn tiền do Lê Văn Vân đi làm trên công trường mang về cũng đã hoàn toàn mất trắng. Đối với hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng quanh năm không đi làm mà nói, bọn họ thật sự không biết phải nên làm thế nào. Nguyễn thị Lệ ở bên cạnh cũng không ngừng than thở cô ta cảm thấy bản thân đã mất đi một cơ hội lớn nhất đời mình cơ hội được bước lên giới thượng lưu ngô thị hương nhìn về phía lê văn vân nghiến răng nghiến lợi mà nói tôi muốn cậu ta phải hối hận nhất định sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận tiêu vũ nhìn bọn họ họ một tiếng vậy xin hỏi hai người còn muốn tiếp tục khởi tố không kiệt sao lại không kiện chứ ánh mắt của ngô thị hương toát ra vẻ thù hằn bà ta không thể chấp nhận được cái người luôn bị bà đánh chửi ba năm trời lại cưỡi lên đầu bọn họ sống tốt hơn cả bọn họ như thế bà ta lạnh lùng cười một tiếng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó bất chợt lên tiếng đúng rồi lê văn vân còn để vài thứ trong nhà lúc chúng tôi chuyển sang nhà mới hình như là để ở nhà lệ lệ vậy cho nên lúc ly hôn chúng tôi mới không ném đi nguyễn thị lệ nhíu mày cô ta bỗng nhớ ra điều gì đó ý của mẹ là bộ quần áo màu đen hơi rách nát kia với hai cây gậy một dài một ngắn được bọc trong vải bố đúng không Lê Văn Vân rời phòng họp thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù gì cũng sắp rời khỏi Giang Thành rồi, sau này cơ hội gặp mặt hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng đã gần như bằng không. Cho dù anh có lại trở về Giang Thành thì mẹ con Nguyễn Vũ Đồng cũng đừng hòng tìm đến anh nữa. Anh đi đến chỗ bộ phận nhân sự, dặn dò Trần Vũ mấy câu. Chủ yếu là nói cho Trần Vũ biết rằng anh sẽ rời nơi này một khoảng thời gian, để Trần Vũ yên tâm mà ở trong căn biệt thự kia. Ngoài ra cũng dặn anh ấy đừng để bị lừa giống trước kia nữa theo một cách nào đó thì đối với trần vũ mà nói vợ cũ của anh ta còn đáng sợ hơn cả mẹ con nhà nguyễn vũ đồng rất nhiều dù sao thì trần vũ cũng không phải là lê văn vân của hiện tại anh ta vẫn quá hiền lành tất nhiên nhờ vào mức thu nhập ngày càng cao với trình độ những người khác nhau mà anh ta tiếp xúc cho nên tầm mắt của trần vũ cũng đã dần dần được mở rộng còn về chuyện để cho trần vũ vào làm người gác đêm thì lê văn vân vẫn còn đang suy nghĩ tuổi tác của trần vũ là một vấn đề cực kỳ lớn sau khi căn dặn xong xuôi anh mới ra khỏi công ty thịnh thế sau đó lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của đỗ thương bắc quay số gọi alo chủ đỗ lê văn vân à đỗ thương bắc cười hỏi sao thế chuyện bên này cũng coi như thành công rồi đã xác định được đỗ tịch tịch chắc chắn an toàn tôi cũng xem như là có thể hoàn thành nghĩa vụ mà rút lui được rồi vì vậy cho nên tôi định sẽ từ chức Lê Văn Vân cười, nói: "Hai, tiếc quá." Đỗ Thương bác thở dài, cũng không biết đang tiếc cái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 111 Cậu vui hay không thì liên quan quái gì đến tôi? Từ Giang Thành đến Lâm Hải cần bay mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vé mà Lê Văn Vân mua là vé khoang hạng nhất, 3 giờ chiều, anh thuận lợi lên máy bay, sau khi tìm được chỗ ngồi của mình trên máy bay, Lê Văn Vân lập tức ngồi xuống người lục tục đi lên càng lúc càng nhiều xi đẹp ơi cẩn thận một chút nha để tôi xếp hành lý lên trên giúp hai người nhé người đẹp đúng vào lúc này bỗng có một giọng nói truyền vào tai lê văn vân nghe được hai chữ người đẹp lê văn vân sao có thể không nhìn được anh xoay người sang phát hiện có một người trẻ tuổi có mái tóc nhuộm vàng phong cách thời trang như trai hàn quốc đang nhiệt tình giúp hai cô gái xếp hành lý mà ánh mắt của lê văn vân tất nhiên là rơi xuống phía hai cô gái. Lúc anh nhìn sang, hai cô gái ấy cũng chú ý đến anh. Hai người hơi sửng sốt đôi lát, nét mặt đồng thời hiện lên vẻ kích động là anh. Hai cô gái, một người là phụ nữ đã có chồng, mà người còn lại chính là một cô gái trẻ tóc ngắn. Đúng là hai người mà Lê Văn Vân đã cứu ở tụ Bảo Hiên. Trần Mỹ Huyên và Trần Hy. Không ngờ lại gặp phải trên máy bay. Trùng hợp quá nhỉ, Lê Văn Vân nói. Nét mặt của người đàn bà xinh đẹp Trần Mỹ Huyện lộ rõ vẻ tươi cười, nói đúng vậy, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Tính ra tôi vẫn luôn chờ cậu nhắn WeChat, nói cho tôi biết khi nào cậu rảnh, rốt cuộc cậu lại chẳng liên lạc gì với chúng tôi. Giờ cậu đi đến Lâm Hải ư? Lê Văn Vân gật đầu, đáp đúng thế. Vậy thì khéo quá, tôi cũng coi như là khá quen thuộc với Lâm Hải, hôm nay cậu đừng mong chạy được. Sau khi đến Lâm Hải, để tôi mời cậu bữa cơm. Trần Mỹ Huyên nói. Vẻ mặt Trần Hy ở bên cạnh cũng vô cùng chờ mong. Lê Văn Vân sờ mũi, suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, được thôi. Người trẻ tuổi mặc phong cách Hàn Quốc ở kế bên hơi nhíu mày, tiếp đó lại cúi người xuống nhìn Lê Văn Vân, nói, nhường đường một chút đi, tôi là người ngồi ở gần cửa sổ đây. Lê Văn Vân nhìn cậu ta một lúc, chủ động tránh chỗ cho cậu ta. Người trẻ tuổi nọ ngồi xuống mà vị trí của hai người Trần Mỹ Huyên và Trần Hy lại trùng hợp ở ngay bên cạnh Lê Văn Vân, chỉ cách một dãy hành lang. Sau khi ngồi xuống, bọn họ trò chuyện vu vơ với nhau đôi ba câu. Người trẻ tuổi ở kế bên vẫn luôn muốn nói xen vào, nhưng lại không thể chen được vô chủ đề giữa Lê Văn Vân và hai người họ. Điều này khiến cho cậu ta cảm thấy khả khó chịu. Trong lúc đang trò chuyện, máy bay bắt đầu chậm rãi chuyển động, chuẩn bị cất cánh. Lúc này, Người trẻ tuổi ở cạnh Lê Văn Vân mới huých vào cánh tay anh, nói: "Này, người anh em." "Sao?" Lê Văn Vân quay đầu sang nhìn cậu ta, hỏi: "Có chuyện gì à?" "Đợi lát nữa máy bay ổn định xong, chúng ta đổi chỗ đi." Người trẻ tuổi cười híp mắt, nói: "Phiền lắm, xin kiểu nhé." Lê Văn Vân lắc đầu từ chối. Hai hàng chân mày của người trẻ tuổi lại một lần nữa nhíu chặt lại, cậu ta nói tiếp: "Sao chứ, người anh em này, chuyện gì trên đời cũng phải biết trước biết sau." hai người đẹp này là tôi để ý trước anh lại trò chuyện với họ vui vẻ đến vậy tôi hơi bị không vui đấy cậu vui hay không thì liên quan quái gì đến tôi lê văn vân thầm mắng một câu sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi mà nói thì sao cậu để ý rồi thì thành của cậu luôn à nếu như đã đến lâm hải thì tôi thấy anh nên đi tìm hiểu về người lâm hải một chút mới được người trẻ tuổi lại nói bây giờ thông tin rất phát triển tin tức về tôi ở trên mạng cũng rất dễ tìm đấy cậu nói này của cậu ta còn mang theo một sự dọa dẫm. Lê Văn Vân hứng thú mà nhìn vào cậu ta, sau đó nhún vai, đáp xin lỗi, không có chút ấn tượng nào cả. Vẻ tức giận chợt lóe lên trong mắt người trẻ tuổi nọ, được thôi, vậy để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Trương, Trương trong kiêu ngạo. Trương 112 tất cả đều hoảng sợ. Lê Văn Vân nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, những người này, quả thực anh đều biết. Vưu Tường thì không cần phải nói, Diệp Kỳ là anh trai của Diệp Mộng, hơn Lê Văn Vân một tuổi, anh ta học võ Sanda, vậy mà lại là một người cuồng em gái, những người đến gần em gái nhất định sẽ bị anh ta đập cho một trận ra bá. Lúc trước Lê Văn Vân và Diệp Mộng đi gần nhau, Diệp Kỳ cũng không hề tỏ ra quá khích, nhưng sau khi chuyện của em họ anh ta xảy ra, suýt chút nữa Lê Văn Vân đã bị lột ra rồi. Đương nhiên, ấn tượng của Lê Văn Vân về Diệp Kỳ cũng không quá tệ. Còn về Nguyễn Tử Thiện. Anh ta và Lê Văn Vân đều là người nhà họ Lê, nhưng không cùng họ với Lê Văn Vân. Anh ta là người dùng chính của nhà họ Lê, hơn nữa còn là người thừa kế đầu tiên cho đế quốc thương mại nhà họ Lê. Hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng Nguyễn Tử Thiện là người kiêu ngạo, đối với Lê Văn Vân chỉ là dòng thứ thì luôn tỏ ra khinh thường. Nhìn thấy khuôn mặt thoáng chút kinh ngạc của Lê Văn Vân, Trương Dục bắt đầu cảm thấy hài lòng, cậu ta trầm giọng xuống, cho nên anh đã hiểu chưa? Nhưng chỗ này cho tôi tôi nhắm chúng hai cô gái xinh đẹp kia rồi đừng có tranh với tôi lê văn vân cạn lời ba người kia họ cũng ghê gớm đấy nhưng mà ghê gớm vậy thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu hơn nữa cho dù cậu rất ghê gớm thì cũng chẳng liên quan gì đến tối sau khi xuống máy bay thì ai về nhà đấy chẳng còn quan hệ gì nữa ha ha trần hy ngồi bên cạnh nghe đến đây không nhịn được cười ra tiếng điều này khiến sắc mặt của trương dục trắng bệnh cậu ta cắn chặt răng, chừng mắt nhìn Lê Văn Vân, thôi được, cái tên này, anh cũng có gan đấy. Lê Văn Vân không muốn để ý đến cậu ta, đợi máy bay cất cánh yên ổn, hai mắt anh nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Cùng lúc Lê Văn Vân trên đường đến Lâm Hải, tại Giang Thành, trong nhà Nguyễn Thị Lệ. Bố của Nguyễn Thị Lệ kéo một chiếc túi to ra ngoài. Hiển nhiên bên trong có thứ gì đó. Trước đây lúc mọi người chuyển nhà, những thứ để lại trong nhà đều ở đây hết, ông ta nói ngô thị hương và nguyễn vũ đồng gật đầu mấy người cùng hợp sức kéo cái bao ra ngoài trong đó là một vài thứ đồ cũ cái gì cũng có đây đều là đồ của bố để lại nguyễn vũ đồng nghĩ đến bố của mình khóe mắt hơi ửng đỏ trước đây bác sĩ nói nếu như bố đưa lê văn vân tới bệnh viện chậm chút nữa e rằng lê văn vân đã chết rồi cái thằng này đúng là vong ân bội nghĩa vừa có tiền đã quên mất chúng ta Mô thị Hương mắng, cậu ta cũng không nghĩ lại xem cái mạng đó của cậu ta là được ai cứu. Không phải bà ta làm quá vấn đề lên mà trong thâm tâm của bà ta, Lê Văn Vân chính là thứ vô ơn. Tìm kiếm một hồi, đột nhiên Nguyễn Thị Lệ nói, có phải là mấy cái này không? Ở bên trong, họ tìm được một chiếc ba lô màu đen, trên ba lô có hai cái khóa được quấn một mảnh vải một ngắn một dài để cố định khóa. Nguyễn Thị Lệ lấy đồ xuống, sau đó từng chút tháo nút thắt của miếng vải ra. Khi miếng vải vừa rời ra, khuôn mặt của họ đều hiện lên nét ngạc nhiên. Cái này, hình như là hai con dao. Nguyễn Vũ Đồng nuốt nước bọt. Họ chưa từng để ý đến đồ đạc của Lê Văn Vân, nếu không phải sau khi Lê Văn Vân khôi phục lại trí nhớ bỗng nhiên trở nên có tiền, cô ta cũng không nghĩ sẽ mang những thứ đồ này ra xem. Nguyễn Thị Lệ cầm lấy một con dao, tuy rằng con dao này tương đối ngắn nhưng ước chừng cũng phải dài đến 80 cm. Cô ta nắm lấy tay cầm, chuẩn bị rút con dao ra. Keng, ba năm chưa được dùng đến, lúc này kéo ra ngoài có chút khó khăn. Nặng quá, con dao trong tay vừa được rút ra, Nguyễn Thị Lệ đã cảm thấy có chút không ổn, cô ta lập tức thả xuống bàn. Rắc, nhưng ngay khi chiếc dao được thả trên bàn, dây tiếp theo tất cả đều ngây người. Nguyễn Thị Lệ thậm chí còn không hề dùng một chút sức lực nào, vậy mà khi con dao vừa chạm xuống đã xuyên thẳng qua mặt bàn. Sắc như vậy sao? tất cả đều hoảng sợ. chương 113 tôi mời bạn tôi ăn cơm trước. Nguyễn Vũ Đồng nhìn bộ quần áo đen chẳng chịt những vết sạch. Đây là bộ quần áo mà Lê Văn Vân đã từng mặc trong trận chiến. Từ những vết sạch trên bộ quần áo này, có thể thấy rõ được vết thương trước đây của Lê Văn Vân nghiêm trọng đến mức nào. Lê Văn Vân, sốt cuộc là người như thế nào? Nguyễn Thị Lệ nhìn Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng nói, Chị Vũ Đồng, chúng ta đi báo cảnh sát đi, Đương nhiên Lê Văn Vân không hề biết cả nhà Nguyễn Vũ Đồng đang nghiên cứu đống đồ mà anh đã bỏ quên trong nhà họ, anh đã ngủ được một giấc trên máy bay. Ngoại trừ chút chuyện nhỏ lúc đầu thì trên cả chuyến bay hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, Trương Dục ngồi bên cạnh nghĩ lại chuyện ban nãy bị Lê Văn Vân làm cho mất mặt, cậu ta càng nghĩ càng giận, cố tình huyết Lê Văn Vân một cái khiến anh tỉnh lại. Lê Văn Vân nhíu mày nhìn cậu ta, có việc gì? Tên kia, Hầu như không có ai dám đối xử thô lỗ với tôi như vậy đâu, những lời anh nói khi nãy khiến tôi rất khó chịu đấy." Sắc mặt của Trương Dục có vẻ không ổn lắm, bởi vì kích động nên lớp phấn dày trên mặt cậu cứ như sắp chảy xuống đến nơi. Lê Văn Vân nhìn loại con trai ẻo lả như vậy thì cảm thấy phiền phức vô cùng, anh nhướng mày thì sao? "Hừ, anh có dám cho tôi phương thức liên hệ với anh không?" Trương Dục cười lạnh một tiếng. "Điên à?" Hai mắt Lê Văn Vân trợn trắng sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Trương Dục tức đến sắp phát điện nhưng vì đang ở trên máy bay nên cậu ta chỉ có thể kiềm nén không để cho cơn giận bùng phát. Trần Hy ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cô ấy vén mái tóc ngắn của mình nhìn về phía Lê Văn Vân rồi nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Trên tay cô ấy cầm thứ gì đó giống như một quyển sách, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra đó những những bức tranh được xếp chồng lên nhau. Một lúc sau, máy bay từ từ hạ cánh xuống Lâm Hải lê văn vân duỗi người trần mỹ huyên ngồi bên cạnh cười hỏi có người tới đón cậu à không có lê văn vân nói vậy thì trùng hợp quả lát nữa sẽ có người đón tôi lúc đó cậu đi cùng với chúng tôi đi sắp tới giờ ăn rồi chúng ta lên xe đi ăn nhé trần mỹ huyên nói lê văn vân gật đầu cả ba người xuống máy bay đi qua lối ra hướng thẳng đến bên ngoài sân bay trương dục đi theo phía sau họ nhìn thấy bóng lưng của lê văn vân khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Ra khỏi sân bay, nhìn thành phố có phần xa lạ trước mặt, Lê Văn Vân nhắm hai mắt lại, anh hít một hơi thật sau, sau đó mở to mắt, nói thầm với chính mình, xa cách 9 năm, Lâm Hải, tôi về rồi đây. Thành phố Lâm Hải, quê cũ của anh, anh từng sống ở đây 18 năm. Hiện tại anh đã 27, đã rời khỏi thành phố Lâm Hải 9 năm rồi. 9 năm này đối với Lê Văn Vân mà nói đã xảy ra rất nhiều chuyện, trên thực tế thậm chí có nhiều lúc anh cảm thấy đám người hãm hại mình 9 năm trước kia, nếu như không có bọn họ thì sợ rằng anh sẽ không tiến vào hàng ngũ người gác đêm, cũng sẽ không có được một thân bản lĩnh như hiện tại. Nhìn Lê Văn Vân cảm thán, Trần Mỹ Huyên khẽ mỉm cười nói, cậu là người thành phố Lâm Hải sao? Lê Văn Vân cười cười, vâng, tôi sinh ra ở đây, chỉ là đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi. Ô, Trần Hy đứng bên cạnh đang vác một giá vẽ, cô ấy hiếu kỳ nhìn lê văn vân một cái rồi nói vậy lần này anh trở về thăm người thân hay là đến đây công tác thăm người thân trong lòng lê văn vân khẽ động thăm người thân sao ở lâm hải ngoại trừ bố mẹ mình thì chắc là anh cũng chẳng còn người thân nào nữa anh suy nghĩ một lát rồi nói chắc là cả hai trên mặt trần mỹ huyện lộ ra một nụ cười nói đi nói lại vẫn còn chưa biết anh lê đây làm công việc gì lê văn vân sờ sờ mũi nói a à, bây giờ vẫn chưa có công việc là kẻ lang thang không nghề nghiệp hai người trần mỹ huyên hơi sững sờ đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới nhìn trần mỹ huyên nói tổng giám đốc trần ông ta nói xong liền rất tự nhiên nhận lấy vali hành lý trong tay trần mỹ huyên và trần hy xe đã đợi ở bên ngoài rồi hai người về công ty trước sau trần mỹ huyên lắc đầu tôi mời bạn tôi ăn cơm trước người đàn ông trung niên kia sửng sốt một chút rồi vội vàng nói tổng giám đốc trần Ngài không biết từ khi ngài rời công ty, công ty gần đây sắp náo loạn hết lên rồi, hôm nay bọn họ biết ngài trở về Lâm Hải nên đều đang đợi ngài về chủ trì đại cục. Chương 114 cũng dễ hút fan nữ hơn. Được, Vưu Tường hài lòng gật đầu, đi thôi, mang cậu đi xem người đẹp ở Giang Thành một chút. Lát nữa cậu nhất định phải cho tôi đủ mặt mũi, nói thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng được xem là người có tiếng tăm. Anh Vưu đừng nói vậy, người đẹp ở Giang Thành đúng là rất nhiều lúc này trên máy bay tôi gặp một đôi mỹ nữ như hoa kết quả bị tên nhóc kia phá đám thật là tức chết tôi trương dục chỉ chỉ lê văn vân đã đi xa vưu tường nhìn theo sau đó nhíu mày nói a à, bóng lưng này thật giống lê văn vân nhưng anh ta lập tức lắc đầu anh ta không cho rằng lê văn vân dám quay lại lâm hải theo anh ta thấy lê văn vân khó khăn lắm mới tìm được một công việc không tồi ở giang thành mà danh tiếng của lê văn vân ở lâm hải thực sự là quá kém anh quay lại đây hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Đi thôi, anh ta kéo vai Trương Dục nói, mẹ nó, đàn ông thì trang điểm làm gì, nhìn thấy liền buồn nôn. Hết cách rồi, hiện tại mấy cô gái nhỏ đều thích, trang điểm kiểu hàn giống tôi đây tán ai người đấy đổ, Trương Dục đắc ý nói cũng dễ hút phen nữ hơn. Lê Văn Vân thuận lợi xếp hàng bắt xe, sau khi lên xe anh mở miệng nói, bốn mùa hoa đô. Bốn mùa hoa đô, là tên của một cư xá, cũng chính là nơi ở của bố mẹ anh. Mặc dù anh ở trong hàng ngũ người gác đêm nhưng Lê Văn Vân vẫn luôn chú ý đến tin tức về bố mẹ mình. Sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, bố mẹ anh cũng bị nhà họ Lê xóa tên khỏi dòng họ giống anh, hơn. Nữa còn bị nhà họ Lê đuổi khỏi công ty, tất cả bất động sản dưới tên bố anh cũng bị nhà họ Lê thu lại. Dưới sự ảnh hưởng to lớn của nhà họ Lê tại Lâm Hải, bố anh muốn tìm một công việc cũng vô cùng khó khăn nhưng sau khi Lê Văn Vân tham gia vào hàng ngũ người gác đêm thì tình hình liền nảy sinh biến hóa, một công ty chủ động tìm đến bố của anh, đưa ra mức lương rất cao, cuộc sống cũng bố mẹ Lê Văn Vân cũng trở về quỹ đạo. Việc khó chịu duy nhất chính là chuyện Lê Văn Vân trở thành người gác đêm không thể nói rõ với bố mẹ, cho nên theo như bố mẹ anh thì anh vẫn còn đang ở trong trại giam. Một tiếng sau xe dừng ở cửa cư xã, thanh toán xong Lê Văn Vân đứng ở cửa cư xá, trong lòng có chút thấp thỏm cùng kích động. Dù sao đã 9 năm rồi chưa gặp lại bố mẹ mình. Anh thở ra một hơi, bước vào trong cơ xá, hỏi thăm vị trí cụ thể ở chỗ bảo vệ xong anh liền nắm chặt ba lô của mình, đi vào cơ xã. Phòng 504 tòa nhà số 54 ngõ Hoa Đô, Lê Văn Vân ra khỏi thang máy, nhìn về phía cửa phòng 504, lúc anh đang tiến lại gần thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, anh đến gần hơn một chút, trong phòng có âm thanh truyền ra. Lê Cảnh An, ông như thế này có chút không phục hậu đấy một giọng nói truyền ra từ bên trong, bất luận thế nào thì ông cũng là người bước ra từ nhà họ Lê, ông làm phó tổng giám đốc ở bên tập đoàn Hán Vũ, ký hợp đồng chắc là chuyện trong quyền hạn của ông nhỉ. Hơn nữa hai công ty hợp tác đối với các người cũng có lợi. Lê Cảnh An là tên bố của Lê Văn Vân. Tôi thật sự không có cách nào giúp được. Lê Cảnh An thở dài một hơi, hơn nữa, lúc đầu sau khi sự việc xảy ra, ông khiến dòng họ xóa tên của chúng tôi trên gia phá giọng nói nghe có vẻ rất tang thương, trong lòng Lê Văn Vân không nhịn được đau đớn. Lúc đầu xóa tên không phải do thằng nhóc Lê Văn Vân kia cưỡng bức con gái nhà người ta sao? Người kia cười lạnh một tiếng, Lê Cảnh An, tôi tới tìm ông là để nói chuyện đàng hoàng, phần hợp đồng này, ông không muốn ký cũng phải ký. Nếu như ông không ký hợp đồng, tôi nói cho ông biết ông đừng mơ có thể sống yên ổn ở Lâm Hải, tôi sẽ cho người đến quấy giày các người mỗi ngày. Lê Văn Vân biết người trong nhà là ai, Lúc đầu sau khi sự việc xảy ra, người đề nghị để dòng họ xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả chính là Lê Văn Sinh. Người này cũng là một trong các chi thứ của nhà họ Lê, lúc đầu là trợ thủ dưới tay Lê Cảnh An, sau khi Lê Cảnh An bị xóa tên khỏi gia phả thì người được lợi lớn nhất chính là ông ta, ông ta thành công tiếp quản công ty của Lê Cảnh An. Sau khi nói xong ông ta lại cười lạnh, nếu như không phải sắp tới thời điểm kiểm tra đánh giá công trạng hàng năm trong dòng họ Thành thích của tôi không đủ thì tôi sẽ tới tìm ông xin giúp đỡ sao? Nói chuyện đàng hoàng với ông, ông còn không bằng lòng. Đã cho thể diện rồi mà không cần. Chương 115 về là tốt rồi. Mắt Lệ Cảnh An lập tức ươn ướt, ông ấy không để ý đến Lê Vân Sinh, viền mắt tức khắc đỏ ửng, nước mắt lách tách rơi xuống. Sau đó ông ấy đi đến trước mặt Lê Văn Vân đỡ anh dậy, lau lau nước mắt, không nhiều lời vỗ vai Lê Văn Vân nói, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Ồ, không phải cậu tù trung thân sao? Sao lại ra ngoài được? Cậu chắc không phải là trốn ra đâu nhỉ? Lê Vân Sinh đang ngồi trên sofa trong phòng đúng lúc này mở miệng nói. Ngay sau đó ông ta dường như nhớ tới cái gì, nhìn Lê Văn Vân cười nhạo, vừa rồi nói không ký, là cậu à? Lê Văn Vân xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía Lê Vân Sinh gần từng chữ, vừa rồi hình như tôi nghe thấy ông uy hiếp bố tôi, đúng không? vừa rồi hình như tôi nghe thấy ông uy hiếp bố tôi, đúng không? Đôi mắt Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Vân Sinh, trong mắt không có bất kỳ cảm tình nào. Trong đôi mắt ấy toàn bộ đều là vẻ lạnh lẽo. Điều này khiến cho Lê Văn Sinh đang ngồi trên ghế sofa như rơi vào hầm băng, cả người không nhịn được run rẩy. Tôi, Lê Vân Sinh lắp bắp nói, đôi mắt kia của Lê Văn Vân làm cho ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lê Cảnh An nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi đổi, ông ấy cho rằng Lê Văn Vân ở trong trại giam 9 năm, cho rằng anh vừa mới ra ngoài, nếu như vì chuyện vừa rồi mà ra tay lần nữa, ông ấy lo lắng Lê Văn Vân lại phải vào tù nên vội vàng nói, ông đi đi, phần hợp đồng này tôi không có cách nào ký được. Lê Vân Sinh rất muốn uy hiếp thêm hai câu nữa nhưng dưới ánh mắt chăm chủ của Lê Văn Vân, ông ta không dám nói, cầm lấy túi văn kiện rồi đứng lên. Lúc đi ngang qua người Lê Văn Vân, giọng nói rét lạnh của anh lại vang lên lần nữa, nếu như ông dám kêu người đến gây phiền phức thì hậu quả tự chịu. Đúng thế, anh biết, cũng có thể tưởng tượng được 9 năm này bố mẹ mình rốt cuộc đã phải chịu sự khinh thường như thế nào. Lúc trước anh ở trong người gác đêm không có cách nào trở về, cũng không thể làm được gì. Nhưng hiện tại anh đã trở về rồi, anh sẽ không để bố mẹ mình phải chịu bất kỳ oan ức nào nữa. Lê Vân Sinh nuốt nước bọt, lướt qua Lê Văn Vân. Nhìn ông ta rời đi, cảm xúc lạnh lẽo trên người Lê Văn Vân mới từ từ biến mất, anh đặt ba lô xuống, nhìn Lê Cảnh An nói, bố, con xin lỗi, khiến mọi người phải lo lắng tận 9 năm. Lê Cảnh An cũng nước mắt lưng tròng, ông ấy nhăn mũi nói, có thể về là tốt rồi. Con không biết đâu, 9 năm này bố với mẹ của con đến trại giam thăm con không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào nhìn thấy con, bố còn ổn nhưng mẹ con vẫn luôn rất đau lòng. Có điều hiện tại trở về là tốt rồi. Mũi Lê Văn Vân có hơi cay, anh nhìn xung quanh nói: Đúng rồi, mẹ con đâu? Mẹ con đến nhà dì nhỏ con rồi. Hôm nay là sinh nhật dì nhỏ con, vốn dĩ bố cũng muốn đi cùng bà ấy. Kết quả Lê Vân sinh gọi điện tới nói muốn tìm bố có chút việc nên bị trì hoãn. Lê Cảnh An nói: Vừa lúc con đi với bố đến gặp dì nhỏ con một lát. Nói xong ông ấy lại thở dài. Từ sau khi chuyện của con xảy ra, người nhà họ Lê liền cắt đứt không qua lại với nhà chúng ta. Cũng may họ hàng bên mẹ con không ghét bỏ, vẫn qua lại đến nay tâm tình ông ấy cũng khôi phục rất nhiều lại vỗ vỗ vai Lê Văn Vân nói, đi thôi, bổ mang con qua đó. Lê Văn Vân gật đầu, vứt ba lô lên số pha rồi ra ngoài cùng Lê Cảnh An. Thu nhập của Lê Cảnh An không tệ lắm, hiện tại ông ấy đã mua nhà lớn, cũng mua một chiếc xe khá tốt. Sau khi lên xe Lê Cảnh An vẫn luôn kể về những chuyện đã xảy ra trong 9 năm qua, dường như nói mãi không hết lời. Lê Văn Vân yên tĩnh ngồi nghe. Trên thực tế anh biết rất nhiều chuyện. Mặc dù trong thời gian làm người gác đêm, anh không thể gặp mặt bố mẹ mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện của bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 116 chuyện này hết cách. Tạm biệt bố mình xong anh quay người chạy về phía Khương Vĩ. Khương Vĩ vẫn luôn đi về hướng của cư xá, trong tay anh ta còn cầm hai hộp quà, lúc này đang đứng ở lối đi bộ của cư xá, dường như đang bắt xe. Khương Vĩ, môi Lê Văn Vân khẽ động, mở miệng kêu lên. Hả, Khương Vĩ đáp một tiếng rồi quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân sự ủ rũ trên người anh ta ngay lập tức biến mất, hai mắt mở to, gương mặt lộ vẻ vui mừng, Lê Văn Vân. Sự vui vẻ trên người kia nháy mắt phóng ra ngoài, nhìn thấy cảnh này Lê Văn Vân nở nụ cười. Cho dù 9 năm không gặp, cho dù bản thân vẫn còn mang trên lưng cái danh tội phạm cưỡng bức, nhưng khi Khương Vĩ nhìn thấy anh không hề sợ hãi, không có xem thường, chỉ có sự vui mừng. Đây chính là người bạn, người anh em tốt nhất của lê văn vân khương vĩ đặt hộp quà trên tay xuống đất đi tới trước mặt lê văn vân nện lên ngực anh một cái nói mẹ nó trước kia cậu đột nhiên biến mất tớ hỏi một người bạn có quan hệ không tệ với cậu bọn họ đều nói cậu cưỡng bức người khác bị bắt đi tù rồi có điều nói đi cũng phải nói lại rốt cuộc là có chuyện gì vậy khương vĩ nhìn lê văn vân từ trên xuống dưới hỏi cậu không nghi ngờ tớ lê văn vân kinh ngạc nói Cậu đánh giám tớ còn biết đó là mùi gì, cậu là kiểu người điển hình tuy háo sắc nhưng không có năng lực làm càn, cậu dám làm ra chuyện cưỡng bức sao. Lê Văn Vân Anh ho khan một tiếng, ai, nói ra rất dài dòng, nguyên nhân cụ thể tớ không biết, chỉ có thể khẳng định duy nhất một chuyện là tớ bị hãm hại. Cho nên cậu ngồi tù vô ích 9 năm, Khương Vĩ Nhíu mày hỏi. Tớ vừa vào trại giam đã bị đưa đi rồi, sau đó thì gia nhập vào một đơn vị thần bí ba năm trước vì làm nhiệm vụ mà mất trí nhớ, gần đây mới khôi phục ký ức. Lê Văn Vân thành thật nói. Khương Vĩ nghe Lê Văn Vân nói mà ngây ngẩn, sau khi nghe hết lời của Lê Văn Vân, anh ta có hơi cạn lời cậu gạt quỷ à. Trong lòng Lê Văn Vân thở dài một hơi, nói thật mà tên này lại không tin. Có điều trong lòng anh vẫn rất vui, 9 năm không gặp, giữa hai người không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Nhìn hộp quà trong tay anh ta, Lê Văn Vân nhíu mày nói cậu thì sao? vừa nãy nhìn thấy cậu ủ rũ mất tinh thần gặp phải phiền phức trong công việc à tới tặng quà những người ta không nhận tặng quà cái gì chứ khương vĩ nghe thấy vậy lại thở dài nói đến gặp gia đình bạn gái bị đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài lê văn vân kinh ngạc nói có chuyện gì còn không phải chuyện liên quan đến tiền sao khương vĩ thở dài tớ và bạn gái yêu nhau từ năm ba đại học đến bây giờ cũng đã sáu năm rồi cậu cũng biết đấy bố mẹ tớ đều là công nhân cũng chẳng có mấy tiền, hồi đó đi học thành tích của tớ cũng không tốt lắm, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc bán hàng bình thường, tớ mất 5 năm, bớt ăn bớt mặc, tiết kiệm được ít tiền, cộng thêm bố mẹ giúp đỡ, khó khăn lắm mới trả được tiền đặt cọc một căn phòng ở Lâm Hải. Tớ suy nghĩ, nhà coi như có rồi thì có thể nói chuyện kết hôn với gia đình bạn gái. Nhưng điều kiện của bọn họ quả thật, nói đến đây, Khương Vĩ lắc lắc đầu. Lê Văn Vân nhíu mày nói, bọn họ có điều kiện gì? một là nhất định phải thêm tên của bạn gái tớ, Khương Vĩ nói, cái này thì dễ nói, tớ thực sự rất yêu cô ấy. Nhưng, hiện tại bọn họ lại yêu cầu tớ đưa xính lễ, hơn nữa còn là 100 vạn. Lê Văn Vân ngây người một lát, 100 vạn tiền xính lễ, đối với người bình thường mà nói quả thực là quá nhiều. Sao lại nhiều như vậy? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Nhà cô ấy có một đứa em trai, Khương Vĩ nhói, chắc là người nhà cô ấy muốn mua nhà cho đứa em cho nên mới đòi tớ 100 vạn. Dù sao hiện tại không đưa 100 vạn thì đừng mơ kết hôn, chia tay với cô ấy ngay lập tức. Bạn gái cậu nói thế nào? Lê Văn Vân nói. chương 117 cậu nói cũng có lý. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nói, bạn gái đó của cậu, không có suy nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn của hai người sao. Ví dụ như cậu mượn một triệu, sau khi cô ta kết hôn, cộng thêm một triệu tiền nợ vay mua nhà, còn không phải hai người phải cùng nhau trả nợ sao? Cô ta không có suy nghĩ đến những điều này sao? Khương Vĩ buồn nản ủ rũ, nói có lẽ cô ấy cũng không muốn gả cho tớ. Chỉ muốn làm cho tớ biết khó mà rút lui mà thôi. Nhưng mà chúng tớ đã yêu nhau 6 năm nay rồi, tớ rất yêu cô ấy, tớ có thể cảm nhận được cô ấy cũng rất yêu tớ. Nhưng bây giờ tình hình này... Lê Văn Vân thở dài một hơi, Khương Vĩ, nói về lý thì tớ cảm thấy cậu có thể chia tay rồi cậu bình tĩnh lại cẩn thận phân tích tình hình của cậu cho dù lần này cậu có một triệu đưa cho họ cậu kết hôn rồi sau đó thì sao cô bạn gái này của cậu rõ ràng rất chiều chuộng em trai cô ta em trai cô ta là một tên cờ bạc cũng không đi làm chính là cái động không đáy sau này cậu không chỉ phải nuôi gia đình của mình mà còn phải nuôi cả nhà họ cha mẹ thì không nói gì em trai này cũng phải để cậu nuôi em trai cô ta kết hôn sinh con toàn bộ đều để cậu nuôi. Lê Văn Vân bình tĩnh phân tích cho Khương Vĩ nghe. Trên mặt Khương Vĩ lộ ra vẻ xoắn suýt. Cậu ta là một người bình thường, bị ép đến mức này, thật ra từ lâu cậu ta cũng đã nghĩ đến chia tay rồi. Nhưng có thể nhìn ra được, cậu ta thật sự rất yêu bạn gái của cậu ta, dẫu sao cũng ở bên nhau tận 6 năm, tình cảm cũng sâu đậm. Đương nhiên, Lê Văn Vân bảo cậu ta chia tay là vì cảm thấy Khương Vĩ sau này có thể tìm được một cô gái tốt hơn người bạn gái bây giờ từ sự phản ứng của Khương Vĩ khi cậu ta gặp Lê Văn Vân lúc nãy, lòng Lê Văn Vân đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ giúp Khương Vĩ, ít nhất sẽ không để cả đời này của Khương Vĩ vì tiền mà buồn giàu. Cậu nói cũng có lý, Khương Vĩ thở dài một hơi, nói, nhưng vẫn là có chút không nỡ. Khương Vĩ, đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở chỗ của khu dân cư. Lê Văn Vân với Khương Vĩ quay đầu qua nhìn, ở chỗ cửa khu dân cư, có hai người đi đến, một người là đàn ông trung niên và người kia là một cô gái khương vĩ nhỏ tiếng nói cô ấy chính là bạn gái của tớ tên phương lệ người còn lại là bố của cô ấy phương châu lê văn vân khẽ hít mắt lại anh vốn tưởng là cô phương lệ này chắc là một người đẹp khuynh nước khuynh thành gì đấy kết quả vừa nhìn thì thấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi so với những cô gái anh tiếp xúc như phạm nhược tuyết đỗ tịch tịch những nữ thần cao cấp này thì phương lệ này quả thực khó có thể lọt vào mắt của lê văn vân lúc này hai người đó đã đi lại họ nhìn lê văn vân rồi phương châu nhìn khương vĩ nói khương vĩ tuổi tác của phương lệ cũng lớn rồi không kéo dài được nữa nếu cậu không có được số tiền đó thì hai bên đừng làm lỡ thời gian của nhau nữa chia tay được rồi ở bên cạnh vẻ mặt của phương lệ trông cũng rất bình tĩnh rõ ràng bọn họ đuổi theo thật ra chỉ muốn tìm khương vĩ nói chia tay mà thôi và phương lệ cũng đã suy nghĩ xong cả rồi sắc mặt khương vĩ khẽ thay đổi cậu ta nhìn cha con Phương Lệ, thở dài một hơi, nói các người ép tôi, ép tàn nhẫn quá rồi, thật ra chỉ cần kết hôn bình thường, tôi cũng sẽ tặng quà cho các người, mặc dù thu nhập hiện tại của tôi quả thực không cao, nhưng ở thành phố Lâm Hải cũng xem như trên mức trung bình rồi. Hai, thế chúng ta, chia tay đi. Cậu ta nói xong câu này, Lê Văn Vân có thể cảm nhận được, cả người cậu ta giống như bị chút hết sức lực vậy. Phương Lệ thấy Khương Vĩ thật sự nói như vậy, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cậu cũng đừng trách con lệ nhà tôi muốn trách chỉ có thể trách bản thân cậu không cố gắng không cho con lệ nhà tôi được gì phương châu nhìn khương vĩ nói thế được rồi mọi người dễ hợp dễ tan sau này đừng ai tìm ai nữa khương vĩ nghiến răng gật gật đầu mắt lê văn vân khẽ giật một cái anh nhếch khóe môi nói bây giờ cái giá của kết hôn cũng lớn quá rồi người không biết còn tưởng là đang bán con gái nữa đấy chương 118 cậu điên rồi sao? Lê Văn Vân vỗ vỗ Khương Vĩ, sau đó cười nói, được rồi, đừng xoắn suýt nữa, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Ngày mai cậu đến công ty tớ làm việc, tớ trả lương, 5 triệu tệ một năm cho cậu. Lời của anh vừa dứt, Khương Vĩ liền sướng sờ. Cậu ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ mới về Lâm Hải mà thôi, chắc cũng không có tiền gì, nói lời này có lẽ chỉ là muốn giúp cậu ta giữ thể diện. Cậu ta âm thầm cảm kích, nhìn Lê Văn Vân một cái. Phương Châu với Phương Lệ, hai người vừa chuẩn bị rời đi thì dừng bước chân lại, Phương Châu quay đầu qua nhìn Lê Văn Vân, xem thường nói cậu có công ty. Còn trả cho cậu ta tiền lương 5 triệu tệ một năm. Chém gió thì ai không biết. Phương Lệ cũng châm biếm, nói sao tôi không nghe thấy anh ta có người bạn giàu có thế này. Lê Văn Vân cười cười, nói với Khương Vĩ thẻ ngân hàng. Cách đối phó với cả nhà Phương Lệ, đương nhiên là khiến cho họ phải hối hận ngay tại chỗ. Khương Vĩ nghe thấy lời này, không biết Lê Văn Vân đang nghĩ cái gì, nhưng mà cậu ta vẫn ngoan ngoãn móc một tấm thẻ ngân hàng ra. Lê Văn Vân móc điện thoại ra, nhanh chóng nhập mã số thẻ ngân hàng, sau đó nói với Khương Vĩ, ngày mai tớ đưa cậu đến công ty làm việc, trả trước cho cậu tiền lương một năm. Tinh. Cùng lúc đó, điện thoại của Khương Vĩ vang lên âm thanh của một tin nhắn. Khương Vĩ ngơ ngác móc điện thoại ra, sau đó khoảnh khắc tiếp theo là con người cậu ta đột nhiên co lại, cậu ta nói, Lê Văn Vân, cậu thật sự chuyển 5 triệu cho tớ rồi. Cậu điên rồi sao? Lê Văn Vân cười cười, nói ứng trước, ngày mai đến làm việc là được, tiền lương năm nay của cậu không còn nữa. Lừa ai chứ? Phương Lệ cười giễu một tiếng, sau đó bước tới trước, giật lấy điện thoại của Khương Vĩ. Sau đó cô ta cầm điện thoại nhìn một cái, tiếp theo đó, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cô ta nhìn sang Lê Văn Vân. Nói anh thật sự chuyển 5 triệu cho anh ta rồi. Lê Văn Vân cười khinh, nói tại sao tôi phải lừa các người chứ? Các người có gì đáng để tôi lừa sao? Kể từ ngày mai, Khương Vĩ là một người trong giới nhà giàu ở Lâm Hải. Ở bên cạnh, Phương Châu cũng cầm điện thoại xem, và ngay sau đó, sắc mặt ông ta cũng liền trở nên âm u thất thường. Chấn động này đối với Khương Vĩ mà nói là quá lớn rồi. Cậu ta tuyệt đối không ngờ được Lê Văn Vân hoàn toàn không phải đang đùa giỡn với cậu ta. Cậu ta của lúc này, đúng là vẫn chưa bình tĩnh lại được. Và Phương Châu kinh ngạc trong giây lát xong thì vẻ mặt ông ta lộ ra nụ cười, nói, Khương Vĩ à, bây giờ cậu có tiền rồi, xính lễ này đối với cậu mà nói cũng không có áp lực gì nữa. Cậu với Phương Lễ cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, hay là quay lại đi, chúng ta bàn bạc một chút, lựa ngày rồi tổ chức hôn lễ. chương 119 chúng ta kết hôn đàng hoàng nhé. Khi nghe thấy Khương Vĩ nói vậy, cô ta nhìn Khương Vĩ, nói anh quả nhiên không hề yêu tôi. Khương Vĩ cười, cậu ta lắc lắc đầu, đi tới trước, giật điện thoại của mình lại, sau đó cậu ta thở dài một hơi, nói tôi không yêu cô, 6 năm nay, tôi hết lòng hết dạ vì cô, cô muốn căn nhà ghi tên cô, tôi đồng ý, cô muốn một triệu này, chỉ là vì đưa cho em trai cô mua nhà, tôi thật sự không lấy đâu ra được số tiền đó, trong tình huống như thế, các người không có chút nhượng bộ nào, Tôi hoàn toàn không biết lấy đâu ra được số tiền này. Bây giờ anh có rồi đấy." Phương Lệ nói, "Khương Vĩ, chúng ta kết hôn đàng hoàng nhé." Khương Vĩ cười, cười mãi cười mãi rồi nước mắt cậu ta trào ra. Cậu ta nhìn Phương Lệ, lạnh nhạt nói, "Vào lúc nãy, trái tim tôi đã nguội lạnh rồi, hoàn toàn nguội lạnh rồi, thứ mà cô muốn gả không phải là tôi, mà cô chỉ muốn gả cho tiền mà thôi." Nói rồi, cậu ta quay người đi phương lệ vẫn còn muốn nói gì đó lê văn vân nhíu mày ngước mắt nói được rồi các người đi đi bây giờ là cô không xứng đáng với người anh em của tôi nữa rồi sắc mặt cha con phương châu chế biến đổi lê văn vân choàng tay qua vai khương vĩ nói đừng để ý đến loại người này chúng ta đi thôi nói rồi anh trực tiếp kéo khương vĩ rời khỏi cửa khu dân cư đó hai người đi đến một nơi không có người lúc này khương vĩ mới thở dài một hơi nói lê văn vân Lúc nãy cảm ơn cậu, nhưng mà tớ cũng nhìn rõ rồi, trải qua chuyện lúc nãy, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều rồi." Lê Văn Vân vỗ vỗ vai cậu ta, nói, "Đừng để bị phụ nữ trói buộc, tự cậu có thể nhìn rõ là được rồi." "Ừm," uhm, Khương Vĩ lau khóe mắt có hơi ướt, "Có thể nhìn ra được, cậu ta đầu tư rất nhiều vào đoạn tình cảm này." Cậu ta móc điện thoại ra, nói, "Cậu đưa thẻ ngân hàng cho tớ đi, tớ chuyển tiền lại cho cậu." Lê Văn Vân cười cười, nói, "Cậu nghĩ cái gì thế?" Cậu tưởng tớ đang đùa với cậu à, điều tớ nói đều là sự thật, ngày mai tớ đưa cậu đi làm. Cậu thật sự có công ty sao? Khương Vĩ vô cùng kinh ngạc hỏi. Lê Văn Vân gật đầu, nói, "Tớ lừa cậu làm cái gì? Hơn nữa lúc nãy tớ cũng không lừa cậu, mấy năm nay tớ hoàn toàn không ở trong nhà tù." Vẻ mặt Khương Vĩ đầy sự hoài nghi, có một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng cậu ta. Lê Văn Vân biết cậu ta muốn tiếp thu được ngay thì có chút khó khăn. Đối với người bình thường mà nói, đột nhiên có được 5 triệu tệ chính là miếng bánh có nhân cực lớn. Anh cười ha ha nhìn Khương Vĩ, nói cậu đừng nghĩ nhiều, cậu kết bạn WeChat của tớ đi, sau đó để số điện thoại lại cho tớ, bây giờ tớ vẫn còn chút việc, không thể tiếp tục nói chuyện với cậu được nữa, ngày mai tớ lại liên lạc cho cậu. Được, được rồi, Khương Vĩ móc điện thoại ra. Sau khi Lê Văn Vân để lại WeChat với số điện thoại thì anh cười, nhìn Khương Vĩ đang ngơ ngác sau đó anh quay người đi qua khu cân cư anh phải cho khương vĩ thời gian để trở lại bình thường quay về khu dân cư anh đi thẳng đến ngôi nhà của dì út mình về đến cửa nhà bố anh đặc biệt để cửa cho anh cửa mở không khóa rõ ràng trong nhà dì út có rất nhiều người lúc này âm thanh rất ồn ào này cảnh an à thật ra không có ý gì cả đâu nhưng chuyện lê văn vân phạm tội lúc đó quả thực có hơi chuyện là cậu vẫn nên gọi điện thoại cho nó đi, bảo nó khoan hãy đến, người cả nhà ở đây cả. Người nói chính là Tào Kim, cậu cả của Lê Văn Vân. Trong nhà mẹ của Lê Văn Vân tổng cộng có ba anh chị em, mẹ anh xếp thứ hai, tên là Tào Vân, sau đó vẫn còn một em gái tên là Tào Dung, cũng chính là di út của Lê Văn Vân. Người nói chuyện lúc này cũng chính là cậu cả của Lê Văn Vân. Phải đấy, chị hai, tiếp theo đó, giọng nói của dì út Lê Văn Vân cũng vang lên, Bà ta nói, chị biết đấy, ban đầu em thích nhất là Lê Văn Vân, chúng ta cũng không ngờ đứa trẻ này lại đi con đường trở thành tội phạm. Hôm nay lại là sinh nhật em, người cả nhà đều ở đây cả, Lê Văn Vân ra tù đúng là chuyện tốt, nhưng mà thằng bé đến đến đây thì mọi người phải chung sống với nó như thế nào chứ? Trường 120 đây hình như là rượu của tôi. Tào Dung Châu mày nói, chị hai, chị gọi điện thoại cho thằng bé đi, hôm nay chủ yếu là họ hàng đến nhà rất nhiều, thằng bé đến thì quả thực không được tốt lắm. Thế này, ngày mai em đích thân đi gặp thằng bé, hơn nữa sẽ giới thiệu công việc đàng hoàng cho nó, chị thấy thế nào? Mặc dù anh rể bên kia là một chủ tịch, nhưng mà hình như không có quyền tuyển dụng. Ở bên ngoài, Lê Văn Vân nghe họ bàn luận thì sắc mặt có hơi phức tạp. Qua một lúc, dưới sự khuyên bảo của bọn họ, cuối cùng điện thoại của anh cũng vang lên, anh thở dài một hơi, miệng nở nụ cười, nói alo, bố. Lê Văn Vân à, giọng của Lê Cảnh An có chút phiền muộn. Bố, chuyện là, hôm nay có thể con đến không được rồi, lúc này còn tình cờ gặp Khương Vĩ, bản thân lúc nhỏ của con, chính là người mà con quen từ mẫu giáo ấy, cậu ấy cứ kéo con đi ăn cơm, con không thoát cậu ấy được. Lê Văn Vân cười nói, anh không muốn để Lê Cảnh An có áp lực trong lòng. Lê Cảnh An nghe thấy lời này, khẽ thở vào một hơi, nói, thể được, thể con ăn cơm xong thì mau về nhà lát nữa bố ở bên dì út con ăn xong rồi cũng đưa mẹ con về con không biết đâu mẹ con nghe con về thì vui chết đi được lê văn vân gật đầu nói vâng thế con cúp trước đây nói rồi anh cúp điện thoại nhìn cảnh cửa phòng anh thở dài một hơi quay người đi đến chỗ thang máy rời khỏi khu dân cư lê văn vân đi trên đường nhìn thành phố lâm hải rộng lớn trong nhất thời anh lại không biết nên đi đâu nhất định phải tranh thủ thời gian mới được nếu không những thành kiến này sẽ luôn vây quanh người mình. Lê Văn Vân nói, đối với sự khinh thường của cậu cả và những người khác, anh cảm thấy không quan trọng, nhưng mà anh không muốn làm cho bố mẹ mình cũng phải chịu đựng những áp lực này. Anh bắt một tiếc taxi, nói, đi quán ba. Quán ba nào, tài xế hỏi. Đi đại quán nào đó đi, Lê Văn Vân nói. Dáng vẻ tài xế kiểu như tôi hiểu rồi, sau đó anh ta khởi động xe chạy đi. Nửa tiếng sau, Chiếc xe được dừng lại ở phố quán Ba Lâm Hải, tài xế cười, chỉ ra ngoài, nói, ở đây chắc là một trong những quán ba tốt nhất ở Lâm Hải rồi. Lê Văn Vân liếc nhìn một cái tên quán ba là Lưu Hỏa, Lê Văn Vân trả tiền rồi xuống xe, đi vào bên trong quán ba. Nhưng mà lúc này chẳng qua mới có hơn 7 giờ tối, người trong quán ba cũng không phải cực kỳ nhiều. Lê Văn Vân đi vào bên trong, tìm một cái ghế đôi rồi một mình anh ngồi xuống đấy, sau đó anh lại gọi rất nhiều rượu một mình tự phục vụ tự uống. Trên sân khấu quán ba, một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó, cô ta ôm một cây đàn guitar, hát một vài ca khúc trữ tình. Thời gian trôi qua, số người theo đó mà cũng bắt đầu nhiều lên, cô em hát bài ca trữ tình cũng đi xuống, sau đó bắt đầu có đi dây lên sân khấu, một vài âm nhạc rock vang lên, trên sàn nhảy cũng bắt đầu có người lắc lư theo giai điệu. Cả quán ba giường như bừng tỉnh lại vậy, vô số thanh niên nam nữ bùng phát kích thích tố, nhảy và nhảy lựa chọn của Lê Văn Vân là ngoảnh mặt làm thinh, không tham gia vào trong đó, chỉ yên lặng uống từng ly rượu một. Thực tế thì Lê Văn Vân có độ bất tử, nhưng sau khi nghe thấy họ hàng trong nhà có thành kiến với mình thì muốn uống rượu. Bích, đúng vào lúc này, trên ghế đôi của anh, đột nhiên có một cô em mặc váy đen ngồi xuống, sau đó cô ta cũng lấy một cái ly trên bàn, cầm chai rượu của Lê Văn Vân rồi rót vào ly. Cô ta cũng không nói gì, sau đó một mình cô ta nốc thẳng lý rượu đó vào miệng người đẹp đây hình như là rượu của tôi lê văn vân ngước mắt nhìn người phụ nữ đó cái nhìn này khiến lòng lê văn vân hơi ngạc nhiên người phụ nữ này vậy mà lại xinh đẹp lạ thường đến vậy cô ta không giống với những cô gái ăn mặc mát mẻ trang điểm diêm rúa lòe lòe đó trong quán bar cô ta thậm chí không có trang điểm chiếc váy đen cũng hoàn toàn ôm chặt lấy thân thể cô không hề lộ ra cái gì nghe thấy lời của lê văn vân cô ta chỉ liếc nhìn lê văn vân một cái Nói, lát nữa tôi trả tiền cho anh là được rồi. Hơn nữa đàn ông các người không phải đều như thế sao? Không phải đều ngấp nghé cơ thể của tôi sao? Đợi tôi uống say rồi, vừa hay cho anh cơ hội." Cô ta nói chuyện rất sung, dường như tâm trạng rất kém. Lê Văn Vân cười cười, cũng không quá chú ý đến, lúc nãy anh cũng chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 120.